Vương Phi đa tài đa nghệ, hạ thương mai. chương 151, đề hèn bại hoại. Long Nguyệt Nhung phu nhân cực kỳ mừng rỡ, bà ta ôm lấy hạ oanh nhiễm, nữ nhi, nương thật sự sợ con sẽ trở mặt không nhận người nữa. Ngón tay bà ta vuốt tóc hạ oanh nhiễm, nàng ta cảm thấy chán ghét và bẩn thỉu, ngẩng đầu lên nói, nương, còn một chuyện nữa con muốn nói với nương. Có chuyện gì vậy, Nguyệt Nhung phu nhân đang đắm chìm trong niềm vui sướng, không chú ý đến vẻ mặt Hạ Oanh Nhiễm. Hạ Oanh Nhiễm cố nặn ra một nụ cười, phụ thân muốn cưới tôn nữ Tây Môn Hiểu Nguyệt của Tấn Quốc Công, sau khi Tây Môn Hiểu Nguyệt vào đây, nếu nàng ta không động vào nương thì nương cũng không được đi gây chuyện với nàng, nếu nàng thật sự tới gây chuyện, cầu xin nương nể mặt con gái mà khoan dung. Nguyệt Nhung phu nhân đột nhiên thay đổi sắc mặt, đẩy mạnh nàng ta ra, môi run lên vì tức giận, ông ta muốn kết hôn. Sao ông ta dám, cái đồ vô liêm sỉ này, đã có một thê một thiếp rồi còn muốn kết hôn lần nữa, không sợ thiên hạ cười rụng răng hà. Hảo anh Nhiễm không vui nói, "Nương, Lâm Lâm bị ngốc, bây giờ lại bị Mai Phi gây khó dễ, tiện nhân hạ thương Mai này lại không cùng ý với phụ thân, phụ thân nên cưới thêm một phu nhân nữa để tướng phủ được sáng lạn. Hơn nữa năm nay phụ thân vừa tròn 40, đang ở độ tuổi sung mãn, sao không được kết hôn nữa? Mấy vị đại nhân trong triều chẳng phải đều có ba thê bốn thiếp sao?" nương nghĩ như vậy thật là không hiểu chuyện. Phu nhân, không phải thiếp à, ông ta đã có một phu nhân là liên thị rồi mà. Nguyệt Nhung phu nhân trừng mắt, hoảng hồn nói. Hạ anh nhiễm đáp, bình thê, không phân lớn nhỏ với liên thị. Bình thê, Nguyệt Nhung phu nhân cười khẩy, cười đến mức rơi nước mắt trước kia ta đã nói với ông ta, bảo ông ta nâng đỡ ta lên làm bình thê, nhưng ông ta chỉ phong cho ta danh hiệu phu nhân, ta vẫn là thiếp, bây giờ ông ta lại muốn cưới bình thê. Sao giống nhau được chứ? Nương sao mẹ Tây Môn hiểu nguyệt này là tôn nữ của Tấn Quốc công, trưởng phu trước kia của nàng là tướng quân, đã hy sinh vì nước, danh tiếng rất tốt, sao nương có thể so sánh được. Hạ Oanh nhiễm thấy trong mắt bà ta hơi cuồng loạn nên cũng hơi bực bội. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Xuất thân của ta không cao quý, danh tiếng cũng không tốt nên ông ta có thể đối xử tuyệt tình với ta như vậy à? Tình cảm trước đây đều không còn nữa nguyệt nhung phu nhân ngã ngồi xuống ghế liên tục lắc đầu châu ngọc lạnh như băng trên đầu không ngừng va vào nhau con tới để cảnh cáo nương đừng không biết tự lượng sức mình mà gây khó dễ cho nàng ta nương không phải đối thủ của nàng ta con cũng không muốn thấy nương bị nàng ta làm hại hạ oanh nhiễm lạnh giọng nói con không đành lòng thấy ta bị nàng làm hại con muốn nàng làm mẫu thân phải không phải rồi tôn nữ của tấn quốc công cơ mà xuất thân hiển hách vậy mà so với người được nuông chiều từ nhỏ là ta đây thì lợi hại hơn nhiều, còn có sự giúp đỡ của nàng ta, tương lai có thể bay lên ngọn cây cao làm phượng hoàng, nhưng hạ oanh nhiễm à hạ oanh nhiễm, con đừng quên ta mới là thân mẫu của con. Bà ta khóc lóc gần như suy sụp, hai mắt đầy căm uất, bà không thể tin được nữ nhi mình sinh ra lại đối xử với mình như vậy. Hạ oanh nhiễm cũng rất tức giận, cảm thấy bà ta quá thiếu hiểu biết, không suy nghĩ cho mình. Nàng cũng thất vọng nhìn Nguyệt Nhung phu nhân, Chính vì nương là nương của con, nên trong lúc mấu chốt này nương càng nên an phận, Tây Môn Hiểu Nguyệt cả vào đây có ảnh hưởng gì đến nương. Dù thế nào đi chăng nữa nương cũng không giành được sự sủng ái của phụ thân, tình cảm giữa nương và phụ thân đã không còn từ trước khi Tây Môn Hiểu Nguyệt vào cửa, nương có thể trách nàng được sao? Trước kia phụ thân yêu nương thì nương lại cấu kết với kẻ bại hoại Trần Ninh kia, nếu biết trước có ngày hôm nay thì sao trước kia nương còn làm vậy? Nguyệt Nhung phu nhân giận run người, mắt bà ta bốc hỏa nhìn chằm chằm hạ oanh nhiễm như nhìn kẻ thù. Hồi lâu sau bà ta mới nở nụ cười lạnh lùng, lại gần bên tai từng bị thương mai cắn của hạ oanh nhiễm rồi nhẹ giọng nói, kẻ bại hoại trong miệng con chính là phụ thân thân sinh của con đấy. Hạ oanh nhiễm chẳng hề nghĩ ngợi, tát thẳng lên mặt Nguyệt Nhung phu nhân, sắc mặt xanh mét, lạnh lùng nói, sao ngươi dám bôi nhỏ ta như vậy? Đúng là chết cũng không hối cải. Nói xong nàng ta lạnh giọng giao phó, theo dõi bà ta thật kỹ, không có sự chỉ dẫn của ta, bà ta không được phép bước ra hậu hoa viên nửa bước. Sau đó nàng ta phẫn nộ phất áo bỏ đi. Lời ta nói đều là sự thật, phụ thân ngươi cũng biết, ông ta chỉ đang lợi dụng ngươi thôi, cứ ngu xuẩn mà chết đi. Giọng nói tranh chua của Nguyệt Nhung phu nhân vọng lại sau lưng. Hạ Oanh nhiễm giận đến mức tay chân run rẩy, sao bà ta dám nói như vậy? Cô ta sẽ không tin một chữ. Hạ Oanh nhiễm chạy đi rất xa, tim đập loạn xạ, Nàng ta không ngừng thuyết phục bản thân không được tin, tuyệt đối không được tin, nhưng trong lòng lại dâng lên nỗi sợ hãi, nếu là thật thì phải làm sao? Không thể nào, nếu là thật thì phụ thân sẽ không để nàng ở lại trong phủ. Nàng không dám nghĩ, nếu là thật, nàng chỉ là nữ nhi của Trần Ninh thì có tư cách gì để trở thành thái tử phi? Với tâm trạng lo lắng thấp thỏm, nàng ta ở thư phòng chờ hạ thừa tướng về. Hạ thừa tướng đến tận trạng vạng mới về phủ vừa vào phủ nghe hạ đoàn nói hạ oanh nhiễm đã đợi mình cả buổi chiều thì nhíu mày nó có nói là chuyện gì không không ạ à, nhưng lão phu nhân gọi tiểu thư qua sau đó tiểu thư lại đến hậu hoa viên gặp nguyệt nhung phu nhân sau khi từ hậu hoa viên trở về thì vẫn luôn ở cửa thư phòng chờ tướng ra hạ đoàn đáp lời hạ thừa tướng nghe vậy thì trong lòng đã rõ mấy ngày nay bên hạ trí uyển có động tĩnh gì không hạ thừa tướng hỏi không có ạ à, mỗi ngày đại tiểu thư đều đi sớm về muộn Đến phủ của Lương Vương rồi lại đến phủ của Nhiếp Chính Vương, Tôn nữ Trần Loan Loan của Trần Thái Quân ngày nào cũng ở hạ Chí Uyển. Không gây chuyện, Hạ thừa tướng cảm thấy Hạ Thương Mai An phận quá mức khác thường, cô hận ông ta như thế, sao có thể không hành động. Không ạ, à, nhị tiểu thư hạ lệnh không được cung cấp đồ ăn thức uống cho hạ chí viễn nữa cũng không có ai nói gì. Hạ thừa tướng giật mình, còn có chuyện như vậy nữa? Vâng, mệnh lệnh này do chính nhị tiểu thư tự đưa ra hạ thừa tướng tức giận nói đúng là làm loạn bây giờ du ma ma bên hoàng hậu vẫn còn trong phủ trần loan loan cũng ở đây nếu bị truyền ra ngoài lại bảo bản tướng tay nhiệt bạc béo sao ngươi không báo sớm hơn hạ đoàn bất đắc dĩ nói nô tài đã nói nhưng tướng ra không để tâm ngày nào bản tướng cũng bận rộn biết bao việc người không nhắc nhiều lần làm sao ta nhớ hạ tướng quân xua tay thôi bắt đầu từ ngày mai cung cấp đồ ăn nước uống cho hạ Chí uyển như bình thường nhưng nhị tiểu thư hỏi thì phải nói thế nào hả? Bản tướng sẽ nói với nói. Hạ thừa tướng thấp giọng mắng, đúng là nữ nhi của kẻ hạ tiện, thật nhỏ nhen, khó mà lên được đại đường, mặc dù hạ thương mai xấu xa độc ác nhưng cũng hơn ả à cả ngàn lần. Ông ta đến cửa thư phòng, hạ oanh nhiễm đã vội vàng chào hỏi. Phụ thân, hạ thừa tướng nhìn nàng ta đầy cưng chiều, hạ đoàn nói con ở đây chờ cả buổi chiều, có chuyện gì thế? Nắng to thế này sao không vào trong môi chờ? Hạ Oanh Nhiễm nhìn ông ta, thấy thái độ và vẻ mặt ông vẫn như trước thì cũng thoáng an tâm. Tổ mẫu nói người muốn cưới Tôn nữ Tấn Quốc công, có đúng không? Hạ Oanh Nhiễm vào thẳng vấn đề. Hạ thừa tướng nắm tay nàng ta, dịu giọng nói, vào trong rồi nói. Chương 152, Phu thê duyên tận. Sau khi vào thư phòng, Hạ thừa tướng bảo Hạ Đoàn chờ ngoài cửa rồi đóng cửa lại. Ông cởi áo ngoài rồi chậm rãi ngồi xuống nói, tổ mẫu nói cho con biết chuyện này à? Vâng, tổ mẫu nói cho con, nữ nhi muốn biết vì sao phụ thân lại có ý định này. Hạ oanh nhiễm mong chờ nhìn hạ thừa tướng, muốn thăm dò ông ta. Nàng ta rất sợ, cho dù ngồi cả buổi chiều cũng vẫn lo lắng điều nương nói là sự thật. Nàng đã nghĩ cho dù mình thật sự là nữ nhi của Trần Ninh nhưng chỉ cần phụ thân không biết thì mọi chuyện sẽ dễ dàng. Hạ thừa tướng đưa tay dai lông mày, vẻ mặt mệt mỏi, việc này cũng là bất đắc dĩ thôi, danh tiếng của nương con đã bị hủy hoại, làm sao bà ấy còn xứng làm mẫu thân thái tử phi nữa. Nước miếng người khác có thể dìm chết người, Tây Môn Hiểu Nguyệt không phải nữ tử bình thường nhưng ra thế tốt, danh tiếng tốt, có thể làm chỗ dựa vững chắc cho con, cũng có thể dựa vào thực lực của tấn quốc công giúp con leo lên hậu vị. Hạ Oanh nhiễm gật đầu, sau đó nhìn ông ta hỏi, phụ thân, người ngoài đều nói con không phải nữ nhi của người, người tin không? Hạ thừa tướng sừng sốt, sau đó giận hờn, sau này đừng nói những lời như vậy, người khác nói gì là chuyện của người ta, chúng ta không kiểm soát được miệng người ta, ta cực kỳ khẳng định con là nữ nhi bảo bối của ta. Hạ oanh nhiễm nước mắt tràn mi, phụ thân thật sự nghĩ như vậy sao? Hạ thừa tướng nhìn nàng ta rồi khẽ thở dài, cưng chiều nói cô nương ngốc nghếch của ta, ta thà tin rằng hạ thương mai không phải nữ nhi của ta cũng sẽ không tin con không phải nữ nhi của ta. Khi con còn nhỏ mọi người đều nói con giống ta, chỉ là sau này lớn lên thì không giống nữa, con hãy nhớ con là viên ngọc trong lòng bàn tay phụ thân, bao nhiêu năm nay người phụ thân yêu thương nhất chính là con, thậm chí còn hơn cả Lâm Nhi. Nếu có ai đó nói với ta rằng con không phải nữ nhi của ta thì ta sẽ liều mạng giết chết hắn. Câu nói này tuy rất cường điệu nhưng lại là những lời thật lòng, không hề vì cường điệu phóng đại mà mất đi tình cảm chân thật. Nhưng Hạ Oanh nhiễm lại hoàn toàn bị thuyết phục. Bởi vì nàng ta trột dạ, bất an, cần dùng những lời nói cực kỳ cưng chiều như này để chứng minh địa vị của mình trong lòng phụ thân. Nàng ta đột nhiên nghĩ đến đệ đệ, đúng rồi, sao chúng ta vẫn chưa đón Lâm Nhi từ trong cung về vậy ạ? À? Hạ thừa tướng nói bằng giọng căm hận, Mai Phi muốn vì phụ nhờ và ả à nên chèn ép giữ đệ đệ con lại trong cung, e là tạm thời đệ đệ con chưa thể về được. Hạ oanh nhiễm giật mình, nhưng lúc trước nữ nhi vào cung xin Mai Phi nương nương kem làm đẹp, không thấy đệ đệ ở trong cung mà sao ả à lại cho con gặp nó chứ chắc chắn là đã giấu đi rồi con đừng lo lắng cho lâm nhị mai phi muốn lợi dụng ta nên chắc chắn sẽ không gây khó dễ cho lâm nhị đâu hạ oanh nhiễm không lo lắng dù sao nàng ta cũng chẳng có tình cảm gì với đứa em trai này một tên ngốc dẫn ra ngoài còn bị mất mặt hơn nữa trước đây tên ngốc này còn luôn giúp đỡ hạ thương mai đúng là đáng ghét nàng ta chỉ đột nhiên nghe phụ thân nhắc tới nên mới sực nhớ ra đã lâu chưa gặp tên ngốc đó đúng rồi hạ thừa tướng bỗng nhớ đến chuyện ở hạ trí uyển việc cung cấp đồ ăn thức uống bên phía hạ trí uyển con vẫn làm như trước đi không được dừng lại hạ oanh nhiễm giật mình phụ thân vì sao phải đối xử tốt với họ như vậy chuyện lần trước rõ ràng là do tiện nhân hạ thương mai kia gây nên ả khiến người mất hết mặt mũi mà người còn phải đối xử tốt với ả sao hạ thừa tướng xua tay không phải đối xử tốt với nó mà là trần loan loan và du ma ma đều đang ở trong phủ nếu bị truyền ra ngoài sẽ khiến thanh danh của con xấu đi phụ thân không quan tâm sống chết của họ chỉ quan tâm con có bị người khác nói xấu không thôi càng không muốn du ma, -ma sẽ về nói những lời không hay với hoàng hậu nương nương hạ oanh nhiễm suy nghĩ một chút cảm thấy thế cũng đúng dù sao du -ma, ma cũng là người của hoàng hậu may là có phụ thân nhắc nhở nếu không nữ nhi sẽ lại phạm sai lầm ừm nghĩ chu toàn mọi việc cũng tốt con về trước đi phụ thân vẫn còn một số việc phải làm Hạ thừa tướng thấy đã dỗ dành được nàng ta thì không muốn nhìn thấy nàng ta nữa bèn đuổi đi. "Vâng, nữ nhi cáo lui. Hạ Oanh Nhiễm phúc thân rồi đi." Hạ thừa tướng ngồi trên ghế, nhìn bóng lưng Hạ Oanh Nhiễm, sự chán ghét và hận thù trong mắt đột nhiên bao trùm lên sự cưng chiều. Hôn sự của Hạ thừa tướng và Tây Môn Hiểu Nguyệt Tôn nữ của Tấn Quốc công rất vội vàng, được định vào ngày 3 tháng 8. Quan điểm của mọi người trong kinh thành về chuyện này vẫn là một trò cười bây giờ tướng phủ có tin gì bị truyền ra đều bị coi là trò cười hạ trí uyển cũng không có bất kỳ phản ứng nào về việc này kể từ khi được cung cấp lương thực lại cuộc sống đã tốt hơn rất nhiều trước đây cô đã nhờ tráng tráng tìm bệnh nhân giúp nhưng mấy ngày nay phải chạy giữa hai phủ lương vương và nhiếp chính vương không còn thời gian để đi khám bệnh nên không kiếm được bạc mà kinh tế vốn đã hơi eo hẹp may mà lương thực trong phủ đã được cấp lại nhưng thương mai đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi nguy hiểm bây giờ vết thương của nhiếp chính vương đã khỏi chỉ còn lương vương có lẽ cô đã có thời gian để đi khám bệnh ngoài trong phủ đang dục dịch chuẩn bị cho hôn lễ nhưng điều thương mai đau đầu là làm sao để nói với nhiếp chính vương sau này không đến vương phủ nữa trung đụng với nhau nhiều ngày như vậy cô có thể dùng từ cổ quái để hình dung mộ dung khanh tính tình hắn rất nóng nảy chỉ là ở trước mặt cô và tô thanh hay tiêu thác hắn mới im lặng ít nói rất ít khi bày tỏ ý kiến mà chỉ lắng nghe, cho dù không vừa ý cũng không nổi giật. nhưng chỉ cần cô có một chút không hợp ý hắn là hắn có thể chỉ vào cô cảm giảm cả tiếng rất gắt gỏng. cho nên cô không biết phải mở miệng thế nào. một ngày trước hôn lễ của hạ thừa tướng, cô ở trong phủ dự định hôm nay dù thế nào cũng phải nói chuyện này. cùng lúc đó, hạ thừa tướng ngày mai sẽ là chú rể. sau bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy, lần đầu tiên ông ta bước vào hạ chí huyền. ông ta đến tìm liên thị. Ông ta không vào Hạ Chí Uyển, ông ta không muốn gặp Hạ Thương Mai, trên thực tế ông ta cũng không muốn gặp Liên Thị. Nhưng hôm nay tỉnh lại ông ta muốn nói chuyện với Liên Thị một chút. Ông ta thấy xe ngựa của Vương phủ đón Thương Mai đi rồi mới đến Hạ Chí Uyển. Mắt Liên Thị vẫn chưa khỏi, Thương Mai nói cần đánh tan máu tụ, nhanh nhất cũng phải 3 tháng. Trong thời gian này, ngày nào Liên Thị cũng phải uống thuốc tan máu tụ nên sắc mặt bà rất nhợt nhạt. Trắng đến mức gần như trong suốt. Bà mặc bộ quần áo màu trắng, nửa nằm trên sạp trong sân, chiếc sạp này được thương mai đặc biệt cho người mang ra, sợ liên thị ở trong phòng buồn chán nên cho bà ra ngoài ngửi hương hoa cỏ, phơi nắng buổi sáng. Hạ thừa tướng đứng ở cửa trong sân, nhìn bà, đột nhiên trong lòng hơi do dự, vì ông ta không nghĩ ra mình có thể nói gì với bà, bây giờ cũng không có gì để nói. Ông ta chỉ nghĩ đến bốn chữ, phu thê duyên tận. Dù ma ma nhìn thấy ông ta đầu tiên, sau đó nhớn mày, tướng ra đến đấy à? Hạ thừa tướng chậm rãi bước vào, nhìn chằm chằm liên thị, khi du ma ma nói ông đến rồi, trên mặt bà không có chút phản ứng nào, dường như không nghe thấy lời du ma ma nói. Trong lòng ông ta đột nhiên nổi lên lửa giận, chính là như vậy, bao nhiêu năm nay đều như vậy, bà ta như người chết, không có hơi thở của sự sống. chương 153, ta hối hận rồi. Hạ thừa tướng nhìn du ma ma, bà lui xuống một lát đi, bản tướng có vài lời muốn nói với bà ấy. Dù ma ma nói, tướng ra có lời gì muốn nói, nô tỳ lùi lại một chút, sẽ không nghe thấy đâu. Không, ngươi lui xuống đi, ngữ khí của hạ thừa tướng lạnh lùng. Dù ma ma còn muốn nói gì nhưng liên thị đã lên tiếng, ma ma, không cần lo lắng, người đi đi. Dù ma ma lo lắng nhìn liên thị, phu nhân. Hạ thừa tướng lạnh giọng hỏi, thế nào, ma ma sợ bản tướng giết bà ấy à? Dù ma ma hờ hững ngước mắt, chào phúng không chút nể tình, chuyện tướng ra làm mấy ngày nay không phải đều vì mục đích này sao? Hạ thừa tướng tức giận nhìn dù ma ma, đừng tưởng ngươi là người của hoàng hậu thì có thể nói xấu bản tướng. Liên thị xua tay, ma ma, không sao, ở đi. Ma ma thấy liên thị lại bảo mình đi, cũng biết liên thị rất thông minh, bà bảo mình đi chắc chắn là có thể tự đảm bảo sự an toàn cho bản thân nên mới xoay người vào phòng. Trong sân, chim chích chòe đậu trên cành cây hót ríu rít, cực kỳ sinh động. Nhưng tiếng chim lại càng khiến sân vắng lặng hơn, bởi sau khi ma ma đi vào, chẳng ai chủ động lên tiếng. Hạ thừa tướng không có chỗ ngồi, ông ta cũng không muốn ngồi xuống, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm liên thị. Ông ta không nói, liên thị cũng không nói, bao nhiêu năm rồi bà đã quen với sự im lặng, bà cũng cảm thấy không có gì để nói với ông ta. Một lúc lâu sau, hạ thừa tướng mới chậm rãi lên tiếng, vừa cất lời đã nói đầy hận thù, Liên Thúy Ngữ, vì sao bà chưa chết? Khuôn mặt tái nhợt trong suốt của Liên Thị chậm rãi nở nụ cười, ngừng lại bên môi như đóa hoa hải đường hé nở, tôi còn sống, có thể thấy ông vẫn chưa đủ nhẫn tâm. Bà nên chết đi, bà sống còn có ích gì? Hạ thừa tướng tiếp tục phẫn hận nói, năm ta cưới bà về, bà nên chết rồi mới phải, lúc ấy bà chết thì tốt biết mấy. Đúng thế, chết lúc đó thì tốt biết mấy. Liên thị lặp lại lời ông ta, điều đáng châm chọc là họ đều nói lời thật lòng. Mọi người đều nói hạ hòe quân tôi không xứng với liên thúy ngữ bà, cho dù ta là thừa tướng trẻ tuổi nhất của triều đại chu vẫn không xứng với bà. Không ai nhìn thấy sự hy sinh của tôi, không ai nhìn thấy sự nỗ lực của tôi, không ai nhìn thấy tôi đã làm gì cho Giang Sơn Đại Chu, mọi người đều nói thành tựu lớn nhất của tôi là cưới được liên thúy ngữ bà. Liên thị không nói, chỉ là nụ cười bên môi dân trở nên lạnh lùng. Ai cũng có thể tam thê tứ thiếp, chỉ có mình tôi, tôi cưới thiếp vào sẽ có lỗi với bà, bà là tài nữ cả thiên hạ đều biết, bao nhiêu người muốn được bà quay đầu lại nhìn một lần. Tôi có thể có được bà cả đời phải may mắn thế nào. Nhưng điều nực cười là, tôi cũng từng cho rằng mình rất may mắn, nhưng không ai biết liên thúy ngữ thật sự là người thế nào. Bà không có sự sống, không có hơi thở, không biết hiên thê thục nữ, không hiểu đạo lý làm vợ, tự tư tự lợi, ngang ngược, bướng bỉnh. Liên thị nghiêng đầu lắng nghe, bóng tối trước mắt như cuộc đời bà, cuộc đời bà tối đen như mực, bên tai chỉ có tiếng oán hận của ông ta. Dường như ông ta đã chịu uất ức rất nhiều. Trong chiều không có vị quan nào vô dụng như tôi, tôi dẫn một thiếp về phủ sẽ bị bà sỉ nhục, cay nghiệt, bà nghĩ bà là ai. Cưới bà thì tôi không được có thêm thê thiếp à, bà đọc nhiều sách như vậy nên mới thành tính tình ngang ngược, hống hách thế này à. Hay bà cho rằng nếu ban đầu bà gả cho an thân vương thì hắn sẽ không tam thê tứ thiếp đến giờ hắn vẫn giữ mình vì ba, đó là vì hắn chưa có được bà, một khi bà gả cho hắn, nhìn rõ tính tình bà, tôi dám nói chắc chắn hắn sẽ chán ghét bà như tôi ghét bà bây giờ vậy. Bà quá thanh cao, quá kiêu ngạo, kết quả của sự kiêu ngạo của bà là liên lui nửa đời người chúng ta. Bà biết bức tranh Trần Nguyệt Nhung tặng ta là do bà làm nhưng bà không nói, bà luôn âm thầm cười nhạo ta, bà cảm thấy mình rất thông minh phải không? Bà cho rằng hạ hòe quân ta là đống bùn dưới chân bà phải không? đầu ngón tay liên thị nhẹ nhàng lướt qua váy quần áo trắng trơn không có họa tiết mịn màng như nước bà vẫn không ngừng vuốt phẳng bà còn nghĩ cho dù ông nói gì bà cũng sẽ không có cảm xúc nào khác bà chỉ còn lại mối hận giết con gái với ông ta nhưng những lời này thật nực cười làm sao bao đầu là ai đã hứa cả đời này hạ hòe quân ta sẽ chỉ có một nữ nhân là liên thúy ngữ nguyện vọng lớn nhất cả đời ta là ở bên nàng cho đến khi già đi hạ hòe quân ta sẽ dùng cả đời này để yêu một nữ nhân tên là Liên Thúy Ngữ. Nhưng một năm sau ông ta lại nói với bà, ông ta đã yêu một nữ nhân khác vì nữ nhân đó rất tài giỏi, biết làm tranh, ông ta đã bị rung động. Ông ta muốn đưa người đó về phủ, ông yêu cầu bà và người phụ nữ đó phải chung sống hòa bình, ông ta nói Liên Thúy Ngữ là tài nữ, có khả năng bao dung. Lúc đó bà đang mang thai đứa con của ông ta, khi ấy việc bà làm nhiều nhất là vuốt ve bụng, chờ ông về hôn lên má bà. Bà chưa bao giờ nghĩ khi bà nghĩ mình đang hạnh phúc nhất lại nghe thấy một câu như vậy. Bà đã đọc rất nhiều sách, nhưng không có cuốn sách nào dạy bà phải đối phó với tình huống này thế nào, bà không kịp phòng bị nên bị đâm một nhát. Bà có thể nghe thấy tiếng lòng mình tan nát. Đáng lẽ bà nên chết trước ngày này. Như vậy bà vẫn là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ. Đôi mắt trống rỗng, không một giọt nước, bà đã không còn quen bày tỏ nỗi buồn bằng nước mắt. Giọng bà cũng cực kỳ thiếu sức sống, ông đi đi, ta không có gì để nói với ông cả. Đúng thế, giọng điệu châm chọc, hà khắc của hạ thừa tướng vẫn vang lên bên tai, tôi vốn cũng không có gì để nói, bà đã chết từ lâu rồi. Liên thị không nhìn thấy nhưng vẫn không nhịn được nhắm mắt lại. Vậy ông đi đi, có lẽ càng nhìn ta càng không vừa mắt, vậy thì hòa ly đi, ai sống cuộc sống người đó không phải đều tốt hơn sao? Hòa ly, để bà gả lại cho an thân vương sao? đừng mơ, cả đời này bà đừng mơ gả cho an thân vương. Đột nhiên ông ta cúi xuống, nắm lấy cầm bà, ép bà phải ngẩng đầu, lạnh lùng nói từng chữ, chỉ cần ta còn sống một ngày, bà chỉ có thể làm phu nhân hạ hòe quân, một phu nhân bị ghẻ lạnh, không được yêu thương, ở trong hạ chí huyển này cô đơn lạnh lẽo cả đời, mơ giấc mơ làm vương phi của bà đi. Nói xong ông ta lạnh lùng buông bà ra nhưng vẫn không đi, dùng ánh mắt oán độc nhìn khuôn mặt xinh đẹp nổi tiếng một thời của bà. Cảm ơn đã không từ bỏ, ta sẽ giữ lại cái mạng tàn này chờ ông tới lấy." Liên thị nhẹ giọng nói. "Bà nói một tiếng bà hối hận đi rồi ta sẽ giữ mạng bà lại." Hạ thừa tướng lạnh lùng nói. Liên thị nói, "Tôi hối hận rồi." "Bà hối hận rồi, hối hận rất nhiều rất nhiều, nhưng điều duy nhất không hối hận là chấm dứt quan hệ với ông ta." Ông đưa Trần Nguyệt Nhung về, ngày đó trong phủ rất náo nhiệt. Đèn lồng rực rỡ sắc màu, bà ở trong phòng yên tĩnh nghe rõ tiếng cười nói vui vẻ ở ngoài. Bà nằm bò trên bàn, nhìn đồng hồ cát chảy từng hạt từng hạt cho qua thời gian mà lòng đau xót. Ngày hôm sau, ông ta đến với khuôn mặt đầy gió xuân và nói rằng phu nhân mới của mình khéo léo thế nào, khiêm tốn thế nào, đức hạnh thế nào. Bà không nói một chữ, đuổi ông ta đi. Ông ta tưởng rằng bà chỉ ghen tuông rồi giận nên cũng nổi nóng, nói rằng không ngờ lòng dạ bà lại hẹp hòi đến thế chương 154, Tổng vệ sinh. Đời người sẽ có nhiều lần lựa chọn, mỗi lần bà đều rất thận trọng, chỉ có việc hôn nhân đại sự là bà dứt khoát quá. Thật ra bà biết hạ hòe quân từ rất lâu rồi, 18 tuổi ông đã làm quan, vẫn luôn thận trọng, một lòng vì dân, đến năm 22 tuổi vẫn chưa thành thân, mọi người đều nói ông có lòng cầu tiến, thông minh, giỏi trong các mối quan hệ cá nhân. Khi nói chuyện với ông, ông đã thể hiện khía cạnh tham vọng của mình, sự thận trọng, kiềm chế và minh mẫn là những điều mà các công tử đẹp trai còn thiếu. Một lần trượt chân thành nỗi căm hận vĩnh viễn. Nhưng trước khi Thương Mai bị đánh chết, bà cũng không có quá nhiều oán hận với Hạ Hòe Quân, thậm chí là Trần Nguyệt Nhung. Như hôm nay ông nói, mọi đàn ông đều có tam thê tứ thiếp, bà dựa vào đâu mà yêu cầu Hạ Hòe Quân phải một lòng vì mình. Bà không phải hiền thê trong mắt mọi người, vì bà đố kỵ, nhỏ nhen, không bao dung độ lượng, ngay cả thiếp cũng không bao dung được đây là nguyên tội của bà. Nếu không phải thương mai chết thảm, có lẽ đến lúc chết bà sẽ chỉ hận bản thân. Cuối cùng hạ thừa tướng cũng quay lưng bỏ đi, ông hận nữ nhân này, hận đến tận xương tủy, nhưng ông không biết nỗi hận này từ đâu mà có, là do bà không chịu khoan nhược, do bà cao ngạo, do sự vinh quang của bà hay do bà từng yêu ông như thế mà ông lại bỏ lỡ. Mọi nữ nhân đều sẵn sàng nhường nhịn và nhân nhượng với trượng phu, nhưng bà không muốn, vì vậy bà không có tư cách nói yêu ông, ông cũng sẽ không thừa nhận lúc đó khi cưới bà ngoài việc để khoe khoang với an thân vương và đám người ngưỡng mộ bà ta ra thì cũng có một chút tình cảm phủ nhiếp chính vương hôm nay thương mai vào vương phủ thì bận rộn không ngừng cho cá ăn trồng hoa nhổ cỏ cuối cùng cô cũng được nhiếp chính vương mộ dung khanh yêu ái cho đi dọn dẹp phòng hẳn trước kia cô đều chữa bệnh cho hắn ở phòng bên cạnh chứ chưa được vào tiêu vân các bao giờ hôm nay là lần đầu tiên cô vào hơn nữa cung nữ và Trần Loan Loan còn không được giúp đỡ, một lý do rất lớn của hắn đập vào tai cô. Bản vương chưa bao giờ cho phép nữ nhân bước chân vào phòng bản vương. Người cùng đen đuổi với cô còn có tô thanh. Nghiêm vinh có thể vào nhưng hôm nay nghiêm vinh có nhiệm vụ, không ở phủ. Bước vào tiêu vân các, nhìn thấy đống bừa bộn khắp sàn, tô thanh nuốt nước miếng, mỗi lần ta đến dọn dẹp hộ hắn, nếu không uống một chén thì thật sự sẽ phát điên. Thương Mai nhìn mọi thứ trước mặt thì có xúc động muốn bỏ chạy. Cô nhìn Tô Thanh, hắn vội nói, "Hôm nay có thể không uống." Hạ Thương Mai này hình như không thích người uống rượu lắm. Thương Mai khẽ thở dài, mang hai cái chén lên đây, chén của ta phải là loại lớn. Không uống chút rượu cô cũng sẽ phát điên mất. Cô chưa từng thấy căn phòng nào bừa bộn thế này, nói đúng hơn là mọi thứ ở đây đều bừa bộn trừ ghế, bàn và giường ngủ. Mở tủ quần áo ra, một đống lớn quần áo chất đầy lộn xộn, có hơn chục đôi giày, bây giờ đang được vứt đây dưới đất, đông một chiếc, tây một chiếc, không còn logic nào để nói. Cạnh cửa sổ có một chiếc bình bị vỡ, mảnh vỡ của bình hoa vương vãi khắp mặt đất, có một vũng nước dưới đất, hoa thực dược héo rũ nằm lăn lóc dưới đất. Mà tất cả những thứ này mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Tô Thanh, vì sao các cung nữ không vào dọn dẹp? Thương Mai không tin lời nói vô nghĩa không cho nữ nhân vào phòng của hắn, bây giờ hắn đã đổi cách giày vò cô. Tiêu vân các không có cung nữ. Vậy mấy gã sai vặt thì sao? Sai vặt, Tô Thanh nghĩ một lát, sai vặt thì có, trước kia từng vào quét dọn một lần nhưng hắn không hài lòng mà nổi giận. Từ đó về sau, chỉ có ta và nghiêm vinh dọn dẹp, tiêu thác cũng từng dọn nhưng ngươi đừng trông cậy vào tiêu thác, phòng của hắn cùng bừa hơn phòng này. Tiêu thác cũng không cho nữ nhân lại gần sao, thương mai nghĩ sao trên đời lại có người kỳ quái như vậy nhưng nam nhân bình thường đều chủ động tiếp cận nữ nhân thích nữ nhân chủ động lại gần mà không bao giờ thích tô thanh rất đắc ý cho nên khi ra ngoài chơi với họ mặc dù ta và nghiêm vinh không được nổi tiếng lắm nhưng lúc nào cũng có thể thắng lợi trở về lời hắn nói kết hợp với nụ cười hạ lưu khiến thương mai tức giận lườm hắn hai người uống một hơi cạn sạch chén rượu rồi bắt đầu làm việc thương mai thật sự không tin hắn thật sự chưa từng cho nữ nhân bước vào phòng à tô thanh lắc đầu chưa từng nhu nhi cũng không được vào chỉ có ngươi là ngoại lệ cô không muốn ngoại lệ mệt mỏi này nhu nhi là ai thương mai rất tò mò lúc trước nghiêm vinh lấy một bộ quần áo cho cô cũng nói là của tiểu thư nhu nhi bây giờ lại nghe tô thanh nhắc tới xem ra nhu nhi này có tầm quan trọng với mộ dung khanh nha nhu nhi là nhu nhi đó tô thanh cẩn thận nhặt mảnh vỡ lên ném vào một cái giỏ tre lớn giỏ tre này được thiết kế riêng để đựng rác một người không kéo ra được mà phải hai người khiêng. Thương Mai thấy hắn không nói thì càng cảm thấy tiểu thư nhu nhi này rất bí ẩn. Hai người dọn dẹp cả tiếng đồng hồ, cuối cùng chỉ còn lại việc quét nhà, lau nhà. Tô Thanh chống hông, mồ hôi ướt đẫm quần áo, không ổn rồi, ta không quét nhà, lau nhà nữa đâu, ngươi làm nốt nhé. Dù sao ngươi cũng là người của quân doanh, sao có chút việc nhỏ thế này đã mệt thế rồi. Thương Mai thấy hắn lười biếng thì đúng hơn. Không được, bệnh cũ tái phát, đúng thế, hắn lười thôi. Thương Mai híp mắt đi về phía hắn, lấy túi kim châm, rút cây kim dài nhất ra, bệnh cũ. Để ta xem cho ngươi. Tô Thanh nhìn thấy cây kim dài bằng ngón tay thì thở dài một hơi, ủ rũ ra ngoài cầm trổi vào, đại tiểu thư nghỉ ngươi đi, để ta làm. Thương Mai cất châm, đi ra ngồi trên bậc đá trước hiên, mộ dung khanh đang múa kiếm trong sân. Khi làm đặc công, cô cảm thấy mặc dù bình thường đặc công vô cùng biết kiềm chế, nhưng khi làm nhiệm vụ thì lại tàn nhẫn hơn ai hết giết người không chấp mắt cho dù bị máu của kẻ thù bắn lên mặt cũng vẫn cầm súng tiếp tục đi về phía trước đó là một cuộc giết chóc không có bất kỳ cảm giác đẹp đẽ nào chỉ có liều mạng không phải ngươi chết thì là ta sống tư thế cầm súng không nói có đẹp hay không chỉ cần trúng đầu một phát bắn trúng đầu kẻ thù thì mình mới có đường sống cho nên cô đã từng rất ghét giết chóc ghét đánh nhau ghét luyện võ vì dù là Taekwondo hay Muay Thái đều cực kỳ tàn nhẫn, mạnh mẽ và quyết liệt để giành chiến thắng. Cô chưa bao giờ thấy một màn võ thuật nào đẹp đế và tao nhã như vậy, đương nhiên không nói trên TV. Áo choàng gấm màu trắng rộng rãi, một tay duỗi ra, trường kiếm xoay tròn, quay đầu lại mũi kiếm hướng ra ngoài, dùng mạo tao nhã mà khí thế, đường kiếm độc đoán. Lá cây xung quanh bị kiếm hắn chém rụng, rơi lả tả như những bông tuyết màu xanh lục, bóng hắn dần cao lên, xoay tròn, hào quang kiếm khí bao phủ, lá rụng cũng xoay tròn tạo thành một vòng đai xanh, đẹp không thể tả. Cô chống má nhìn hắn mê mẩn, đây là trưởng phu tương lai của cô đó, cho dù hắn có yêu cô hay không, dù hắn không yêu ai thì là của cô cũng tốt. Đột nhiên hắn thu thế, cầm kiếm đứng thẳng, quay đầu lại, mày kiếm nhướng lên, trên môi nở nụ cười châm chọc, xem dáng vẻ ngốc nghếch của nàng kia, ngu ngốc. Bức tranh tuyệt đẹp đột nhiên bị xé rách. Thương Mai thu hồi ánh mắt, Mặt không cảm xúc đứng lên, vừa nãy cô không nghĩ gì cả, yêu ai cô cũng chẳng cần. Cô vừa định đi vào thì thấy hai thị vệ dìu Nghiêm Vinh vào. Chương 155, Cương thị lại xuất hiện. Vẻ mặt mộ dung khanh thay đổi, xảy ra chuyện gì vậy? Thị vệ trả lời, thuộc hạ không biết, Nghiêm đại nhân trở về phủ thì té xỉu, bọn thuộc hạ vội vàng đỡ hắn đi vào tìm Hạ đại phu. Hạ Thương Mai, Hạ đại phu, đến nay dường như đã là đại phu của Vương phủ những ngày cô ở đây, có ai không thoải mái, đều tới tìm cô để chữa. Đỡ hắn vào phòng, mộ dung khanh nhìn gương mặt tái nhợt của nghiêm vinh, hạ lệnh. Tô Thanh cũng đi ra, thấy tình trạng này của nghiêm vinh, nhất thời ném cây trổi về phía cửa, tiến lên hỗ trợ đỡ nghiêm vinh. Thương Mai chạy ra ngoài muốn lấy hòm thuốc, mộ dung khanh kéo tay cô, giao cho gã sai vặt ở cửa, đi lấy hòm thuốc của hạ đại phu. Giạt gã sai vặt bước nhanh chạy ra ngoài. Nghiêm Vinh được đỡ vào phòng bên, thị vệ đưa hắn đến trên tháp, Nghiêm Vinh chưa ngất hẳn, còn có thể mở mắt, hô hấp hơi khó khăn. Chuyện gì xảy ra, Thương Mai vừa trần mạch, vừa xem bệnh. Nghiêm Vinh nhắm mắt lại, choáng váng. Choáng váng, ngươi đã ăn gì, phản ứng đầu tiên của mộ dung khanh là trúng độc. Nhìn sắc mặt Nghiêm Vinh, đúng là dấu hiệu của việc trúng độc. Nghiêm Vinh kéo tay áo, trên tay trái hắn có hai dấu răng, có chất lỏng xanh xanh được thoa phía trên, còn có chút dược thảo vụn. Bị chó cắn à, Tô Thanh giật mình. Là người, ánh mắt nghiêm vinh hơi buông lỏng, là người làm bị thương. Thương Mai thấy vậy, biết không tốt, bóc miệng hắn, thấy bên trong có chất lỏng màu xanh, còn có một ít bột đá, vội vàng dặn xuống. Mau bưng một chậu nước muối lớn lên đây, sau đó nấu canh đậu xanh. Mộ Dung Khanh nghe cô nói muốn nấu canh đậu xanh, mặt trở nên lạnh lùng, thật sự là chúng độc sao là chúng độc, thương mai nhanh tay lấy túi châm ra, châm lên u môn và thượng quản, rồi lại làm một số thao tác để nghiêm vinh có thể nôn ra. Người hại hắn có độc sao? Tô Thanh hỏi. Không phải, vết thương nhìn không có độc, là hắn nuốt phải đồ có độc. Thương mai nhấc chậm, lại hạ châm từ phúc thông cốc cùng trung quản. Nước muối rất nhanh được bưng lên, thương mai nhẹ nhàng vỗ mặt nghiêm vinh, nghiêm vinh, tỉnh lại đi, người có thể uống nước không? Người phải uống nhiều nước, uống xong ta sẽ giúp ngươi nôn ra Nhiêm vinh miễn cưỡng mở mắt ra hơi thở yếu ớt được thương mai để cho tô thanh đỡ hắn dậy bưng một chén nước muối để cho hắn uống uống mấy hớp thân thể nghiêm vinh có dấu hiệu nặng hơn thương mai biết hắn muốn ngất đi lại đang thân tàng linh khư đâm châm dùng để ổn định nguyên khí của hắn không được dừng tiếp tục uống muốn sống phải uống thương mai sau khi châm cứu tiếp tục vỗ gò má hẳn hô mộ dung khanh nghe được lời của thương mai hơi nhíu mày thần sắc ngưng trọng nhìn dáng vẻ này tình huống còn nghiêm trọng hơn so với hắn nghĩ thương mai không ngừng rót nước cho hắn uống thời điểm ý thức hắn thức vẫn còn tỉnh táo có thể uống bao nhiêu thì uống thời điểm uống đến mức nghiêm vinh không chịu được nữa thương mai đưa tay vào cổ họng hắn giúp hắn móc họng nôn ra lặp đi lặp lại như vậy mấy lần nghiêm vinh đã bị dày vào toàn thân không có một chút sức lực càng váng đầu hơn Vô lực tiếp tục phối hợp sự cứu chữa của Thương Mai. Thương Mai hơi nóng nảy, cô quay đầu, muốn phân phó người làm tiếp tục lấy nước muối, nhưng thấy mộ Dung Khanh đứng ở phía sau, thân sắc khẩn trương khác thường. Hắn rất lo lắng cho Nghiêm Vinh. Thương Mai biết hắn vốn cũng không phải là người vô tình lạnh nhạt, nhất là đối với Nghiêm Vinh và người bên cạnh hắn, hắn tuy không nói, nhưng trong lòng rất coi trọng. Hắn sẽ không có chuyện gì đâu." Thương Mai nhẹ giọng nói. "Cảm ơn." ánh mắt hắn hơi phức tạp, nhìn thương mai một cái thật nhanh, lại nhìn nghiêm vinh. Sau khi nôn ra, thương mai chờ nghiêm vinh thở bình thường trở lại, cho uống canh đậu xanh, sau đó lại kê một toa thuốc giải độc, để thị vệ ra roi thuốc ngựa đi lấy thuốc. Rằng co sắp xỉ 2 giờ, nghiêm vinh mới từ từ tỉnh táo lại. Mộ dung khanh cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn thương mai, nhàn nhạt nói, chỉ có thời điểm ngươi cứu người mới không còn quá khó coi. Mới vừa rồi khi thương mai cứu nghiêm vinh, chỉ huy nhược định, hành động có thứ tự, lâm nguy không loạn, thời điểm đó cô vô cùng mê người. Nhưng miệng hắn cũng không nói ra lời tốt đẹp gì. Thương Mai lau mồ hôi, có chút sở khóc rở cười, không biết nên xem như ca ngợi hay là chê bai. Nhưng so đo với hắn có thể làm cho người đang sống sở sở tức chết, cô lui về phía sau một bước, để cho Mộ Dung Khanh môi xuống, Mộ Dung Khanh hỏi Nghiêm Vinh, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vết thương trên cổ tay ngươi làm sao mà có? Nghiêm Vinh cảm giác tốt hơn rất nhiều, ngồi dậy trả lời nói, hôm nay thuộc hạ làm xong việc, trở lại đình 10 dặm bên ngoài thành, nghỉ chân ở gian hàng trà thảo mộc, cũng cho ngựa uống nước, nhưng mới vừa buộc xong ngựa, người còn chưa ngồi xuống thì không biết từ đâu bổ nhào ra một người, nhào tới cắn thuộc hạ bị thương xong rồi chạy. Thuộc hạ chỉ coi như gặp phải người điên, dùng nước trà rửa vết thương, uống một chén trà lạnh rồi tiếp tục lên đường. Ai biết mới vừa đi không bao lâu, đã cảm giác đầu choáng váng hơn nữa vết thương vẫn luôn chảy máu, thuộc hạ lo lắng người nọ không biết có thể có bệnh gì không, nên vào núi hái thảo dược bôi lên, định cố gắng chống đỡ để về, không nghĩ tới trên đường về càng choáng váng, miệng khát, tim đập rộn lên, thiếu chút nữa thì ngã xuống cửa thành, phi tướng quân ở cửa thành cho thuộc hạ một viên thuốc giải độc, vậy mới có thể chống đỡ về đến đây. Người điên kia có diện mạo thế nào? Giống người trước kia kinh triệu duẫn bắt bỏ vào đại lao không? Tô Thanh đột nhiên hỏi. Sắc mặt nghiêm vinh trắng bệch, Tựa hồ hơi kinh sợ, cái này ta cũng không thấy rõ, hắn cắn ta bị thương xong lập tức chạy đi, thậm chí ta còn không thấy mặt mũi của hắn. "Hy vọng không phải." Tô Thanh nói. Nghiêm Vinh chợt nhớ tới, thanh âm đều hơi run, "Không, không, lúc hắn xông đến cắn ta, ta ngửi được trên người hắn có một loại mùi thối của xác chết, mùi giống như hai người trong đại lao kia." Lần này, đến ngay cả thân sắc của Mộ Dung Khanh cũng thay đổi. Thương Mai thấy ba người đều có vẻ hết sức khiếp sợ nhớ tới lúc trước loan loan nói cái gì cương thi tấn công người, người sẽ biến thành cương thi. Cô không kìm được hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Loan loan trước kia đã nói với ta có cương thi đã thương người, thật sự có cương thi sao? Tô Thanh hơi tức giận nói, còn không phải đều tại người cha kia của ngươi, thật đáng hận. Tô Thanh, mộ dung khanh nhàn nhạt nhìn hắn. Tô Thanh ngẩng đầu nhìn thương mai, ta không phải nói ngươi, nhưng là nếu như lại xuất hiện chuyện cương thi đã thương người, chính là sai lầm của cha ngươi thương mai bối rối các người thật sự tin rằng có cương thi sao hơn nữa suốt cuộc chuyện này là như thế nào tô thanh nói ngày đó kinh triệu duẫn báo lại người cũng ở đây chẳng qua chuyện này ngươi không biết thôn thạch đầu xuất hiện sự kiện người đả thương người người sau khi bị đả thương sẽ mất đi tính người đi đả thương những người khác may mắn chính là thời điểm hai người bị đả thương kia đang hành hung thì bị thôn dân bắt được giao cho nha môn nha môn nhốt hai người vương ra hạ lệnh đi lục soát thôn, tìm ra người đầu tiên tấn công người khác. Vậy tìm được chưa? Thương Mai hỏi. Tô Thanh thức giận nói, quan sai đã tìm được, nhưng khi trở lại trong thành, người nọ bỗng nhiên chạy mất, lúc quan sai đang truy đuổi thì va vào kiệu của cha ngươi, cha ngươi ra oai, sai người ngăn mấy tên quan sai lại, trách phạt một trận, cứ như vậy, nguyên hung kia chạy mất rồi. chương 156, nghiêm vinh chúng độc. Thương Mai lắc đầu, chắc là ông ấy sẽ không làm vậy đâu. Không phải Thương Mai nói thay cho Hạ Hoè Quân, mà là việc ra oai trên đường phố không phải chuyện mà ông ta có thể làm ở độ tuổi này, nhất là khi thanh danh của tướng phủ đã quá tệ như bây giờ, ông ta lại càng không ngu ngốc đến mức làm ra chuyện đó. Tô Thanh nhìn cô cười khẩy, ông ta làm đấy, đương nhiên nếu là lúc bình thường cùng lắm ông ta chỉ trách móc vài ba câu, nhưng hôm đó đúng lúc kiệu của Tây Môn Hiểu Nguyệt ở ngay phía sau ông ta. Sao cơ? thương mai cảm thấy không thể tin được ý ngươi là ông ta cố ý ra oai trước mặt tây môn hiểu nguyệt để lấy lòng tây môn hiểu nguyệt là lấy lòng cũng là ra oai đồng thời cũng nói cho tây môn hiểu nguyệt biết dù bây giờ thanh danh của ông ta rất tệ nhưng ông ta vẫn là thừa tướng đương triều âm quốc công nhất tộc liên hôn với ông ta sau này cũng không dễ bắt nạt ông ta mộ dung khanh thờ ơ nói thương mai nhìn hắn xem ra hắn đã biết chuyện này từ lâu chỉ là không nói với cô mà thôi trên thực tế mặc dù gần đây ngày nào cô cũng ở vương phủ nhưng gần như hai người không nói chuyện riêng với nhau bao giờ hơn nữa hắn cũng chẳng thích nói về chuyện của tướng phủ chỉ có lần đó yêu cầu tiêu thác đi đánh hạ hòe quân còn một điều nữa bản vương chưa nói với nàng nàng bảo an thân vương vào cung tìm thi thể hạ lâm nhưng nghiêm vinh tìm khắp cả hoàng cung cũng không thấy hắn mộ dung khanh nói thương mai giật mình không thể nào cậu nhóc ở trước cung điện không người ở đối diện với cung hy vi khi ta đến, cậu nhóc vẫn còn ở đó. Thật sự không có, hoặc là đã bị âm thầm xử lý rồi." Mộ Dung Khanh nói. Thương Mai cảm thấy rất khó chịu, lúc trước cô bảo An Thân Vương đi tìm nhưng không có tin tức gì, cô còn tưởng An Thân Vương không muốn giúp mình, không ngờ là không tìm được. Nếu như đã bị xử lý thì trong cung có thể xử lý người chết thế nào? Thả xuống giếng hay là buộc vào tảng đá lớn rồi cho chìm xuống hồ? Chỉ có người ở trong cung của Nghi Phi biết Hạ Lâm đã chết, A à Phát là người của Mai Phi ở trong cung đã bị ngươi giết nên có lẽ là người của Nghi Phi đã xử lý thi thể cậu nhóc." Tô Thanh suy đoán. Thương Mai không muốn để lộ vẻ buồn thương trước mặt mọi người, cô hỏi, "Rốt cuộc bệnh cương thi này xảy ra như thế nào?" "Cương thi là cương thi, bệnh cương thi cái gì?" Tô Thanh nói, "Ta đã hỏi một vài pháp sư, đúng là trên đời này thật sự có cương thi." Bây giờ thương mại đã không còn loại trừ sự hiện diện của cương thi hay ma quỷ, bởi linh hồn cô xuyên không đã là một chuyện rất kỳ quái rồi. Không ai có thể đưa ra lời giải thích hợp lý, thậm chí Hoắc Kim người từng đưa ra khả năng trong tương lai con người có thể xuyên thời không có lẽ cũng không thể giải thích được vì sao linh hồn cô lại xuyên vào một cơ thể của người khác, thời không khác hoàn toàn xa lạ, hơn nữa lý thuyết xuyên không của Hoắc Kim chỉ nói có thể xuyên đến tương lai, ông ta còn nói xuyên về quá khứ là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Nếu khoa học đã không thể giải thích thì chỉ có thể dùng những từ ngữ bí ẩn, kỳ lạ và không thể ngờ tới để suy đoán. Nhưng ngay cả như vậy cô vẫn cảm thấy cái gọi là cương thi này chỉ là một căn bệnh. Vậy hai người bị nhốt trong mục đâu?" Thương Mai hỏi. "Đã chết rồi, thi thể cũng được hỏa táng rồi." Tô Thanh đáp. "Chết rồi, bị giết à?" Thương Mai vội hỏi. "Không phải, bị nhốt trong tù vài ngày vẫn luôn kêu gào thảm thiết, thét chói tai, cũng không chịu ăn, không chịu uống." vài ngày sau không ngượng được nữa nên chất. Tô Thanh trả lời. Hắn nói xong lại cảm thấy hơi kỳ quái, không phải cương thi là do bị đói mà chết đấy chứ. Thương Mai nhìn mộ dung khanh, đây có thể không phải cương thi gì đó, có lẽ là một loại virus, mong vương ra nhanh chóng truy lùng người bị cắn đầu tiên, nếu lại có người bị hắn cắn nữa, có khả năng sẽ tạo thành hiện tượng trên diện rộng. Mộ dung khanh nói, ta đã hạ lệnh rồi, nhưng người đó như đã bốc hơi khỏi thế gian, tìm khắp trong ngoài thành đều không thấy. Người ấy đến từ thôn Thạch Đâu à? Đã có ai đến đó tìm chưa?" Thương Mai hỏi. "Thôn Thạch Đâu luôn có quân binh trông coi." Thương Mai muốn đến thôn Thạch Đâu xem thử, nhưng lại cảm thấy thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, dù sao đây cũng chỉ là suy đoán của cô, có khả năng người này chỉ bị bệnh chó dại, phát bệnh mà chết. Nhưng suy đoán này không thể khiến cô yên tâm, vì nếu là bệnh chó dại, hai người bị cắn đều đã chết thì vì sao người đầu tiên vẫn chưa chết? Cho dù ở thời hiện đại thì bệnh chó dại cũng không có thuốc chữa, nguồn lây bệnh này có lẽ cũng sẽ chết. Nghiêm Vinh nghe cuộc trò chuyện của mọi người thì thấy rất lo lắng, hắn nhìn mộ dung khanh nói, vương ra, nếu thuộc hạ mất trí nhớ, xin người hãy giết thuộc hạ, thuộc hạ không muốn trở thành cương thi. Mộ dung khanh châm mặt, nói linh tinh, cái gì mà cương thi, không nghe thấy hạ thương mai nói à. Đây chỉ là một căn bệnh thôi, là bệnh thì sẽ có cách chữa. Phải không? Mộ Dung Khanh quay lại hỏi Thương Mai. Mặc dù Thương Mai muốn nói không phải căn bệnh nào cũng đều có cách chữa, nhưng nhìn vẻ trầm trọng trong mắt hắn, cô chỉ đành gật đầu, đúng thế, là bệnh thì sẽ có cách chữa. Ở trước mặt hắn, đôi khi thật sự không có chút chuyên nghiệp nào, thậm chí điểm mấu chốt cũng không có. Nghiêm Vinh biết mọi người đều đang an ủi mình, miễn cưỡng nở nụ cười, hy vọng chỉ là bệnh. Người lo lắng linh tinh cái gì hả? Tô Thanh khẽ đẩy hắn, người còn không chắc người căn ngươi là cương thi mà. Trên người hắn có mùi thối đó, nghiêm vinh nhẹ giọng nói. Kẻ điên thì đều có mùi thối, kẻ điên thường không thích tắm. Thương Mai suy nghĩ một chút rồi nói với mộ dung khanh, thế này đi, tạm thời để nghiêm vinh ở đây quan sát trong 7 ngày này trước. Nếu là virus thì trong 7 ngày nữa có thể sẽ phát tác. Ừm, gọi người chăm sóc, mộ dung khanh quay sang dặn dò Tô Thanh. Tô Thanh ngồi xuống, ta sẽ ở đây chăm nom, nghiêm vinh, nếu ngươi là cương thi thì người đầu tiên ngươi cắn chính là ta. Ta sẽ không cắn người, nếu ta biến thành cương thi, ngươi nhất định phải giết ta. Nghiêm vinh lặp lại lần nữa. Mộ Dung khanh kéo thương mai ra cửa, nàng nói thật cho bản vương, hắn trúng độc là do bị cắn hay vì nguyên nhân gì khác. Thương mai đáp, vừa nấy ta nói rồi, nhìn vết thương của hắn không thấy có độc, nhưng vì ta cũng không thể phân tích virus nên chỉ có thể nhìn bằng mắt thương. Hắn hái thảo dược đắp lên vết thương, có lẽ đã nuốt phải nước thảo mộc có độc. Nàng thật sự cho rằng không có cương thi?" Mộ Dung Khanh hỏi. "Vương gia tin là cương thi sao?" Thương Mai hỏi ngược lại. Mộ Dung Khanh nghĩ một lát, những chuyện ma quỷ này, bản vương. Thương Mai còn tưởng hắn sẽ nói không tin nhưng ai ngờ hắn lại nói hai chữ "đã thấy". "Hả?" Thương Mai cực kỳ sửng sốt, "Thấy rồi." Mộ Dung Khanh hờ hững nói, "Đúng vậy." thật ra phía sau nàng có một bóng ma mặc quần áo màu đỏ, bây giờ nàng ta đang buồn rười rượi đứng sau lưng nàng đấy. Thương Mai giật nảy mình, vội quay đầu lại, phía sau trống vắng, không có nữ quỷ áo đỏ. Dọa người, ta không tin chàng, Thương Mai tức giận chừng mắt nhìn hắn. Từ khi nàng quay đầu lại nhìn là nàng đã thua rồi, đổ ngốc. Hắn tỉnh bơ quay người rời đi. mươi 157, tự hào về người. Thương Mai nhìn bóng lưng của hắn, hận đến mức ngứa răng. Vị nhiếp chính vương này cứ nói được một nửa, sau đó đổi chủ đề không cho người ta hỏi tiếp. Điều khiến người khác hết cách chịu đựng đó là lời nói của hắn giống như thật, cũng giống giả, mãi mãi bạn cũng không phân biệt được. Vô lại, xử lý xong chuyện của Nghiêm Vinh thì cũng gần tới giờ hợi rồi. Trần Loan Loan đã chơi đùa với nhóm thị nữ suốt cả ngày nên cũng đã mệt, nằm ngủ trên bàn đá trong viện. Mấy ngày qua Nàng ta và Tiêu Thác chẳng có tiến triển gì, còn chẳng nói được một câu. Tiến triển duy nhất là nàng ta thường xuyên nhìn thấy hắn ta. Trần Loan Loan nói với Thương Mai, nàng ta phải chậm rãi thâm nhập vào nội tâm Tiêu Thác, thế nên nàng ta không lo lắng. Thương Mai rất khâm phục nàng ta, còn tưởng rằng chỉ cần 2-3 ngày không nói chuyện với Tiêu Thác thì nàng ta sẽ từ bỏ, kiên trì thế này, các tiểu thư bình thường đều không có. Trần Loan Loan đáng để tôn trọng nếu dùng sự kiên trì này vào phương diện khác thì nhất định sẽ có thành tựu khi hai người ra khỏi phủ đúng lúc quý thái phi cũng từ bên ngoài trở về bà ta sau này khi vào cung mùng một hàng tháng bà ta đều phải vào cung thỉnh an lão thái hậu hôm qua không đi vì hôm qua có nhiều người vào cung thế nên bà ta đổi thành ngày hôm nay mới vào cung qua mấy ngày nay đây là lần đầu tiên mà thương mai gặp chính diện quý thái phi cô kéo trần loan loan hành lễ tham kiến quý thái phi Quý Thái Phi đứng yên, nhìn hạ thương mai, sắc mặt bà ta bình tĩnh, ánh mắt cũng bình tĩnh, nhưng cứ cảm thấy sự bình tĩnh này có gì đó khác thường. Phụ thân ngươi mời ai ra ngày mai đi tham gia hôn lễ? Người nói cho phụ thân ngươi, nói ai ra không khỏe nên không đi, tuy ta không tới nhưng lễ vật vẫn có. Quý Thái Phi nói, dạ, đa tạ Quý Thái Phi, Quý Thái Phi giữ gìn sức khỏe. Thương Mai nói, đối với cái người từng sai người ném mình ra bãi tha ma giết, tuy cô căm ghét nhưng vẫn không thể xung đột với ông ta. Hạ thương mai, vốn dĩ quý Thái Phi đã bước vào một bước, nhưng lại dừng lại nói, hôm nay ai ra đã xin ý chỉ Hoàng Thái Hậu, trong hai ngày nay sẽ có thánh chỉ ban hôn. Thương mai sửng sốt, nhưng vẫn kính cẩn nói tạ ơn quý Thái Phi. Quý Thái Phi lạnh nhạt người, sau này người sẽ biết hôm nay có nên tạ ơn ai ra hay không. Nói xong thì lạnh lùng đi vào. Trần Loan Loan đỡ Thương Mai đứng lên, không hiểu nói tại sao sau này mới biết có nên tạ ơn hay không. Người cũng không thật lòng tạ ơn bà ta, chẳng lẽ bà ta không biết sao? Thương Mai cười, đúng thế, ta không thật lòng thật, bà ta cũng biết, lời mọi người nói đều là lời xã giao, có điều lời xã giao của bà ta ám chỉ rằng sau khi ta gả vào sẽ có nguy hiểm. Tuy Trần loan loan lỗ máng, nhưng cũng hiểu được nhiều, nếu bà ta muốn đối phó ngươi, đúng là càng dễ ra tay khi ngươi là con dâu của bà ta mộ dung khanh đứng trước hành lang nhìn hai người gặp mặt quý thái phi đi tới bên người hắn lạnh lùng nói theo yêu cầu của con ai ra đã vào cung xin thánh chỉ vất vả rồi sắc mặt mộ dung khanh cười tự như không dù ai ra không đi một chuyến thì sớm muộn gì nàng ta cũng được hạ chỉ ban hôn còn gấp gáp làm gì quý thái phi rất không vui mộ dung khanh tựa vào lan can trên môi nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt tỏ vẻ như đùa giỡn với đời ý nghĩa khác nhau mà nàng ấy là con dâu mà mẫu phi cố ý vào cung xin hạ chỉ, vẫn tốt hơn là mẫu hậu ép mẫu phi đồng ý đúng không? Ta biết con căm ghét ai ra, nhưng ai ra cũng không trêu chọc gì nàng ta, sao con phải làm nhục mẫu thân thân sinh của mình như thế? Sắc mặt quý thái phi âm châm nói. Mộ dung khanh nhìn bà ta, nụ cười sâu hơn, mẫu phi nói gì đó. Là nhi tử ai lại căm ghét mẫu thân của mình, trừ phi vị mẫu thân này từng nhẫn tâm muốn giết chết nhi tử của mình thôi, Xong chuyện này thì không thể, hổ dữ còn không ăn thịt con, huống chi mẫu thân còn là quý phi mà phụ hoàng yêu quý, người còn nhớ trong chiếu thư sắc phong phụ hoàng đã nói về người như thế nào không? Dịu dàng, lương thiện, cần kiệm, nhã nhặn, đoan trang, biết chăm nom, hiền huệ, cẩn thận, là hình mẫu của nữ tử khắp thiên hạ. Quý thái phi giận tím mặt, nhìn hắn chằm chằm như mũi tên tầm độc, nhưng dần già cũng bình tĩnh lại, con thích nói sao thì nói, ai ra không thẹn với lương tâm. Mộ Dung Khanh cười thành tiếng, con thích mẫu phi mặt dày vô liêm sỉ tự lừa mình và bắt nạt người khác thế đó. Sắc mặt bà ta lạnh lùng, con đừng đắc ý, dù sao ai ra cũng là mẫu phi của con. Dù ai ra làm gì cũng sai, nhưng phụ hoàng con là người lấy đạo hiếu trị thiên hạ, chỉ cần ai ra còn ở trong phủ này, con đều phải tuân thủ nghiêm ngặt chữ hiếu, không thể có sự sơ suất nào. Mẫu phi cứ đùa, là nhi tử sao có thể không hiếu thuận với mẫu phi chứ? Mộ Dung Khanh cười, xoay người đi hôm nay chẳng phải đang tấn hiếu hay sao đúng rồi bổn vương đã hạ chỉ nếu không phải là đại tan thì nam hoài vương không được vào kinh nét mặt quý thái phi vỡ tan tuyệt vọng hỏi hắn là đệ đệ ruột thịt của con con nhẫn tâm như thế được sao so với những gì mà mẫu phi và đệ ấy làm thì nhi thần đã nhân từ lắm rồi nếu con có thủ đoạn như hai người thì hôm nay mẫu phi chẳng thể đứng đây nói chuyện với con đệ ấy cũng không thể làm nam hoài vương uy nghi của nước nam này Quý Thái Phi cười lạnh, quay đầu nhìn Tư Trúc Cô Cô, người nói ai ra nhượng bộ thì hắn sẽ nhượng bộ, xem ra ngươi nhìn lầm hắn rồi. Tư Trúc Cô Cô nhẹ giọng nói, Quý Thái Phi không nhượng bộ. Thế sao, Quý Thái Phi giận đến mức môi cũng run lên, hôm nay ai ra vào cung xin hạ chỉ, chuyện nhục nhã như thế cũng không được coi là nhượng bộ sao. Tư Trúc Cô Cô lắc đầu, Quý Thái Phi, chỉ cần trong lòng người còn xem ngài ấy là nhi tử của mình, một thời gian qua rồi sẽ xóa hết những chuyện không vui trước kia thôi không cần ai ra và hắn đã cạn tình mẫu tử rồi quý thái phi xoay người kiên quyết rời đi tư trúc cô cô do dự một chút đuổi theo mộ dung khanh đã sắp đi mất vương ra đợi một chút mộ dung khanh quay đầu cô cô có việc gì sao tư trúc cô cô nhẹ giọng nói vương gia của ta quý thái phi đã biết lỗi rồi người có thể tư trúc cô cô khó nói ra bởi vì bà ta cũng chỉ miễn cưỡng thế thôi, nhưng bà hy vọng chuyện tình đừng phát triển theo hướng mà bà không mong. Vương Phi đa tài đa nghệ. Mộ Dung Khanh chăm chú nhìn tư trúc cô cô, năm nay hình như cô cô cũng hơn 50 rồi đúng không? Đã 60 rồi. Tư trúc cô cô nở nụ cười thê lương, tóc đã bạc trắng nên nhuộm đen lại. Cô cô lớn tuổi, có lẽ nên trở về quê hương rồi. Mộ Dung Khanh lạnh nhạt nói. Tư trúc cô cô lắc đầu, sợ rằng đời này nô tỳ không thể rời khỏi quý thái phi, đã quen có nương nương bên cạnh rồi. Con người rồi cũng phải học cách thay đổi. Sắc mặt tư chúc cô cô mờ mịt, bà ta nghĩ tới chuyện rời đi không chỉ một lần, nhưng bà ta có thể buông bỏ được sao? Bà ta theo tiểu thư cả đời, từ khi là nha hoàn đến khi vào cung, cho đến khi tiên đế băng hà rồi xuất cung nhập phủ. Đời này rất dài, nhưng giờ nghĩ lại, lại chỉ là thoáng qua trong trước mắt. Bà ta vẫn lắc đầu, không được nô tỳ sẽ chết tại vương phủ này, chết sớm siêu sinh sớm. Bà ta không ngờ được, có vài câu đúng là một lời thành sấm. Bà ta quỳ xuống, đời này cô cô chưa từng cầu xin vương ra, nhưng lần này cô cô xin người, nể tình bà ấy vẫn là mẫu thân của ngài, dù bà ấy có làm gì thì cũng đừng tổn thương đến tính mạng bà ấy. Cô cô cầu xin người, bà ấy định làm gì, từ trên mặt tư chúc cô cô, mộ dung khanh nhìn ra gì đó. Không có, không có gì cả. Tư Trúc cô cô nở nụ cười thê lương, vương gia bảo trọng. Bà ta đứng lên, nhìn mộ dung khanh cực kỳ uy nghiêm ở trước mặt, nhớ tới lúc hắn còn nhỏ cứ xoay quanh bà ta, nhớ tới lúc hắn vừa ra đời là gương mặt nhăn nhúm nhưng tươi tắn. Đứa bé trắng trẻo ngày đó, bà ta từng ôm vào lòng, bây giờ đứa bé này trưởng thành rồi, trưởng thành thành dáng vẻ mà bà ta vẫn mong. Đời này, cô cô tự hào về người, Tư Trúc cô cô nói xong, sâu sắc nhìn hắn rồi xoay người đi mất. Chương 158 Tây Môn Hiểu Nguyệt. Mộ Dung Khánh nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của cô cô Tư Trúc, trong lòng đột nhiên hoảng hốt người đâu? Có, thị vệ từ phía sau hắn ta đi ra. Quan sát vị quý thái phi bên đó, có gì dị thường, lập tức bẩm báo lại với bổn vương. Mộ Dung Khánh ra lệnh. "Gió, thị vệ lĩnh mệnh rời đi." Tối mùng 2 tháng 8, ngày mai là ngày vui lớn của thừa tướng của Đại Chu hạ hòe quân cưới cháu gái của tấn quốc công tấn quốc công là tây môn hiểu nguyệt luật pháp luật nhà môn hôn nhân à của đại chu nam tử đại chu chỉ có thể cưới một vợ bình thê mặc dù xương thê nhưng vẫn chia là đồng thiếp cho nên cái gọi là bình thê chỉ là cách gọi mà dân chúng tôn trọng đối với một phòng khác nhưng trên luật lệ vẫn là thị thiếp bởi vậy thông thường chỉ cưới vợ bình thường nhất định có một số quy củ khác với cưới hỏi đàng hoàng đầu tiên không được mặc hỉ phục đỏ thẫm cần đổi sang màu hồng đào hoặc những màu đỏ khác. Thứ hai, kiệu hoa không thể dừng ở cửa chính, phải ở cửa hông nghênh đón tiến vào, dùng cửa chính cũng được, nhưng không được trải thảm đỏ, không được đốt pháo giải ở cửa chính. Thứ ba, bởi vì không có cách nói chính thống, cho nên, bình thê vẫn phải kính trà với chính phòng, mới có thể hoàn thành lễ. Thế nhưng, Tây Môn Hiểu Nguyệt vào ngày mùng 1 tháng 8, được Hoàng Thái Hậu Phong làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, bởi vì có chức vị trong người, cho nên, nàng ta đưa ra hôn lễ ngày đó, nàng ta phải từ cửa lớn đi vào, dựa theo thủ tục cưới hỏi đàng hoàng, trải thảm đỏ cùng với đốt pháo dài sau khi tân nương tiến vào phủ đệ, mà không phải pháo ngắn. Hơn nữa, nàng ta sẽ mặc áo choàng đỏ thẫm mũ phượng, ngồi kiệu hoa tám người khiêng. Ngoài ra, nàng ta nói liên thị bởi vì xung khắc, ngày hôn lễ, liên thị không thể ở trong phủ. Mà đại tiểu thư và nhị tiểu thư của tướng phủ nhất định phải quỳ xuống dâng trà trước mặt khách mới, tôn làm mẫu thân. Nói cách khác, nàng ta là muốn lấy thân phận thừa tướng phu nhân, nhập chủ phủ thừa tướng. Hạ oanh nhiễm liên thôi, bởi vì nàng ta là do thiếp thị sinh ra, dâng trà cho bình thê, tôn làm mẫu thân, cũng không quá đáng. Nhưng hạ thương mai là con gái cả của vợ cả, mẫu thân của nàng ta là phu nhân nhà chính của tướng phủ, là chủ mẫu của đương gia, dựa theo lễ nghi, nàng ta không cần dập đầu kính trả với bình thê, cũng không cần tôn nàng ta làm mẫu thân, bởi vì thân phận đích trưởng nữ cao hơn tất cả thị thiếp, bao gồm cả bình thê được dân gian công nhận. Còn có một điều, Tây Môn Hiểu Nguyệt sai người xem qua vị trí của tướng phủ, cảm thấy nàng ta ở tại Hạ Chí Uyển sẽ tốt hơn, nhưng bởi vì Hạ Chí Uyển hiện tại tương đối đơn sơ, sau khi gả tới, nàng ta sẽ tạm thời ở tại viện trước của phu nhân Nguyệt Nhung, thế nhưng yêu cầu đổi tên là vọng Nguyệt Các, chờ sau khi Hạ Chí Uyển trang trí lại xong, sẽ chuyển đến Hạ Chí Uyển mà bảng hiệu vọng Nguyệt Các đến lúc đó cũng sẽ thay thế hạ trí uyển chức vị trên người luật lệ quy định hết thảy đều có thể cân nhắc tất cả chỉ xem tướng phủ có đồng ý hay không tướng phủ nhanh chóng đưa ra câu trả lời thuyết phục đồng ý hết thảy yêu cầu của tây môn hiểu nguyệt không những thế xính lễ tấn quốc công tấn quốc công yêu cầu đều tăng gấp bội tấn quốc công tấn quốc công hết sức hài lòng tây môn hiểu nguyệt cũng vô cùng hài lòng phủ tấn quốc công trong phủ tối nay có lẽ là đêm không ngủ Lão phu nhân mời mệnh bà tốt trong thành đến trải đầu cho Tây Môn Hiểu Nguyệt, châm hoa, nữ quyến trong tộc hầu như đều đến. Dùng lời hiện đại mà nói, Tây Môn Hiểu Nguyệt là hàng hiệu của gia tộc của Tấn Quốc Công, nàng ta là một quá phụ, trước được Hoàng đế phong nàng ta làm nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, hôm nay lại được Hoàng Thái Hậu nâng lên nhất phẩm, nhị phẩm cùng nhất phẩm này nhìn như chỉ kém một chữ, lại kém một trời một vực. Thực chất ở trong chiều nhị phẩm cáo mệnh phu nhân có rất nhiều, nhưng nhất phẩm lại chỉ có ba bốn vị. Ngay cả phu nhân tấn quốc công, cũng chỉ là nhị phẩm, hiện giờ cháu gái có tiên đồ, thông ra với tướng phủ, lại được phong làm nhất phẩm, đối với phủ tấn quốc công tấn quốc công mà nói, là thiên đại vinh quang. Bởi vì, Tây Môn nhất tộc, đã lâu không có người có tiên đô. Lão phu nhân tự mình đi vào trong phòng của Tây Môn Hiểu Nguyệt, cho người bên cạnh lui ra, ở lại nói chuyện với mình Tây Môn Hiểu Nguyệt. Hôm nay tướng phủ đồng ý yêu cầu chúng ta đưa ra, nhưng người không nên cho rằng, tướng phủ cực kỳ coi trọng ngươi, bà ta chỉ coi trọng sức ảnh hưởng của ông nội cháu, bây giờ tổ mẫu dặn dò cháu, sau khi gả đi, tuyệt đối không được để Liên thị ở lại, danh tiếng của người này quá lớn, tuy rằng vẫn bị áp chế, nhưng bây giờ con gái của bà ta Hạ Thương Mai có thể được chỉ hôn cho Nhiếp Chính Vương, Nhiếp Chính Vương luôn không thích ông nội cháu lắm, cho nên Hạ Thương Mai sẽ không là đồng minh của chúng ta. Bởi vậy, cháu phải nghĩ biện pháp trước tiên đuổi Liên thị ra ngoài. Tây Môn Hiểu nguyệt gật đầu, tổ mẫu yên tâm, cháu gái trong lòng hiểu rõ. Ừ, cháu luôn là một đứa trẻ thông minh, tổ mẫu đối với cháu rất yên tâm, còn nữa, Trần Nguyệt Nhung người này mặc dù bị tướng phủ ghét bỏ, nhưng đến nay vẫn chưa bị đuổi ra ngoài, Hạ Oanh nhiễm sắp gả cho thái tử, Trần Nguyệt Nhung có khả năng sẽ trở mình, cháu phải đề phòng cẩn thận, không thể để cho nàng ta lại lần nữa cầm quyền, cháu phải hiểu rằng, một người chỉ có chết đi mới thật sự không còn là sự uy hiếp. Vậy tổ mẫu cho rằng, nên xuống tay với Trần Nguyệt Nhung trước, hay là xuống tay với Liên Thị trước? Tây môn hiểu Nguyệt khiêm túc thỉnh giáo. Trần Nguyệt Nhung tạm thời không sinh ra sóng gió gì, nhưng mà, Liên Thị và Hạ Thương Mai lại ở trên đầu sóng ngọn gió, lúc này trêu chọc các nàng ta, không phải là chuyện tốt, ngược lại dễ dàng bị người khác lợi dụng, trước tiên giải quyết Trần Nguyệt Nhung, về phân Liên Thị, tất cả lực ảnh hưởng của nàng ta là ở thanh danh của nàng ta, Tướng phủ ba lần bốn lượt muốn bại hoại thanh danh của nàng ta đều thất bại, có thể thấy được bản thân nàng ta cực kỳ thông minh, nữ nhi của nàng ta cũng không thể khinh thường. Nhưng mà, có một người có thể lợi dụng. Ai à, Tây Môn Hiểu Nguyệt mặc dù còn chưa gả đi, thế nhưng đối với danh tiếng của Liên thì cũng có nghe qua, nữ nhân như vậy, không nên để sống trên đời, ít nhất không thể để cho nàng ta trở thành uy hiếp của bản thân. An Thân Vương, lão phu nhân ho khan một tiếng trầm giọng nói, an thân vương đối với liên thị vẫn không thể vong tình, đến nay chưa cưới, tổ phụ ngươi cùng an thân vương cũng lui tới, có thể thích hợp nhắc tới tình cảnh liên thị ở trong phủ, lúc cháu chỉnh trị Trần Nguyệt Nhung, cũng có thể giả vờ giao hảo với liên thị, nói cho liên thị biết tình cảm của an thân vương đối với nàng ta, làm cho nàng ta động lòng. Tây môn hiểu Nguyệt lắc đầu, cháu gái không làm ra loại chuyện như này để lấy lòng à ta, cháu không thích liên thị, và lại chúng ta đã đưa ra yêu cầu, lúc cháu vào cửa ả à ta không thể ở trong phủ, sau đó lại giả vờ lấy lòng, ả à ta sao có thể tin tưởng. Lão phu nhân thân sắc hơi tức giật, mới vừa rồi còn nói người thông minh, lúc này lại ngu ngốc như vậy, ngày mai không cho nàng ta ở trong phủ, là cho nàng ta một cái hạ mã uy, ân uy cũng làm biết không. Về phân giả vờ giao hảo, không phải là lấy lòng, chỉ là không trở mặt, mặt mũi không có trở ngại, thỉnh thoảng nói vài câu, nói được liên thị động tâm là tốt nhất, nếu không động tâm, ít nhất tâm sinh ấy náy, sau này chúng ta thuận tiện làm việc. Tây môn hiểu nguyệt suy nghĩ một chút, cháu gái không phải tự cho mình thanh cao, thế nhưng, liên thị không đáng để cháu gái đi lấy lòng, người này tuy nói danh tiếng lớn, thế nhưng cháu xem ra lại nói qua kỳ thực, nhiều năm như vậy, lại bị Trần Nguyệt Nhung kia chèn ép gắt gao, không ra được đầu, có thể thấy được, cũng không phải là cái gì xuất sắc. Lão phu nhân không khỏi trầm mặt xuống, người nói như vậy là không đúng, liên thị có thể có thanh danh hôm nay, hơn nữa trải qua mười mấy năm, ở trong lòng mọi người vẫn không bị ảnh hưởng. Nàng ta nhất định có chỗ xuất sắc, ít nhất điểm này ngươi không làm được, danh tiếng của ngươi mặc dù cũng lớn, nhưng là thông qua tướng công đã chết của ngươi đổi lại, không cùng một đẳng cấp với người ta, nếu ngươi kiêu ngạo, nhất định thua ở trong tay nàng ta. Chương 159, ta không đáng. Tây Môn Hiểu Nguyệt không thích nghe lời này, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, "Vâng, tôn nữ ghi nhớ tổ mẫu dạy bảo." Lão phu nhân nói, người đừng bất mãn, tướng phủ này mấy tháng nay có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, lão thân đều tận mắt thấy, cũng phân tích thấu đáo, liên thị nếu không ra tay thì thôi, vừa ra tay, người không phải đối thủ của bà ta. Cho nên lão thân mới nói người này không thể giữ lại, nhưng hiện tại cũng không thể bỏ, người tự tính đi, nửa đời sau của ngươi là vinh quang phú quý quan trọng hay là sự kiêu ngạo của ngươi quan trọng. Tây môn hiểu nguyệt cảm thấy được lão phu nhân quá mức xem trọng liên thị, nàng ta cho rằng liên thị bị trần nguyệt nhung khi dễ nhiều năm thì có thủ đoạn gì không có gì hơn ngoài việc đọc nhiều sách hơn thanh danh lớn hơn này không phải lực ảnh hưởng mà chính là sự trói buộc sáng ngày diễn ra hôn lễ có hai vị cô cô từ phòng lão phu nhân đến nói chúc tương gặp nhau kêu liên thị tạm thời tránh đi thương mai vốn không đồng ý nhưng liên thị lại đồng ý cùng thúy ngọc cô cô về nhà mẹ đẻ trú tạm hai ngày tại nhà mẹ đẻ của liên thị bây giờ không có ai ở, đại học sĩ sau khi cáo lão hồi hương, phủ đệ vẫn để không. Thương Mai nói, trở về liên phủ, không phải không tốt, nhưng đã nhiều năm không có ai ở, chỉ sợ lá dụng trồng chất, sớm không còn là nơi người ở được. Liên thị lắc đầu, nhẹ giọng nói, không, vẫn có người thường xuyên quét dọn. Ông ngoại trước khi về đã sắp xếp người quét dọn, thương Mai hỏi. Liên thị châm mặc một lát, không phải ông ngoại con, mà người có lòng làm. Người có lòng, Thương Mai nhìn thần sắc của bà ta, lập tức hiểu ra An Thân Vương. Liên Thị gật đầu, đúng vậy. Mẫu thân làm sao mà biết được, Thương Mai rất kinh ngạc, cho dù An Thân Vương âm thầm sai người quét dọn, nhưng việc này phải rất bí mật. Có một lần, ta hồi phủ xem xem, lại phát hiện có người dọn dẹp, đi vào hỏi, mới biết được là quản gia của An Thân Vương sai người đến quét dọn. Liên Thị nói, lúc này, Thương Mai cảm nhận được An Thân Vương thật sự là người có lòng. Đáng tiếc cho đoạn lương duyên này, nếu lúc trước liên thị gả cho an thân vương, thật tốt. Thương Mai tự mình đưa liên thị hồi phủ. Khi mở cửa lớn của liên phủ ra, quả nhiên bên trong rất sạch sẽ, trong sân giường như không có lá rụng, trong phòng không có lấy một hạt bụi, trên bàn sắp xếp bộ ấm chén pha trà, giống thường ngày vẫn có người ở. Thương Mai đỡ liên thị leo cầu thang đi lên, trong sân có cây cổ thụ cao chọc trời, dường như chạm tới mây, thương Mai nhìn thấy, không nghĩ tới liên phủ lại có cảnh trí như vậy. Ngay cả Du Ma cũng nói, nơi này phong cảnh thật tốt quá, phu nhân tới đây dưỡng bệnh thật đúng. Liên thị vuốt ve hành lang trước hiên nhà, hai tay giơ ra, cảm nhận cơn gió mát mẻ thổi tới, trên mặt bà ta nở nụ cười hồn nhiên như trẻ con, nụ cười không phù hợp với tuổi tác, bà ta nói hoa sen nở, hương thơm nồng đậm. Con cùng mẹ xem qua một chút, được không? Thương Mai nói. Được chứ, trước kia ta rất thích ngồi bên hồ, Liên thị có vẻ rất vui, nét yêu sâu trên mặt khi ở tướng phủ dường như đã biến mất, giống như bà ta vẫn là tiểu thư liên phủ năm đó. Thương Mai đỡ bà ta đi xuống, vừa mới qua khúc ngoặt, đã thấy có một người đẩy cửa tiến vào. Người nọ nhìn thấy liên thị và Thương Mai, giật mình, theo bản năng định rời đi, Thương Mai lại gọi ông ta, vương ra. Người tới đúng là An Thân Vương. Ông ta mỗi tháng đều đến nơi này vài lần, nhưng không nghĩ tới hôm nay, liên thị và Thương Mai về ở liên thị nắm chặt tay lại, nhưng rất nhanh chóng hồi phục nét mặt. An thân vương đi tới, ông ta nhìn thấy liên thị, nhìn trộm bà ta một chút, nhưng không ngờ bà ta đã bị mù loà. Ánh mắt của ông ta so với trước kia tham lam hơn nhiều, ông ta cứ nhìn chầm chầm vào liên thị. Tham kiến vương ra, liên thị cúi người. Miễn lễ, an thân vương duỗi tay ra, không động vào người liên thị. Thương Mai vốn tưởng rằng hai người gặp nhau sẽ không được tự nhiên, nhưng không ngờ an thân vương lại mở lời nói chuyện phiếm, phủ đệ này đã lâu không ai đến đây, đại tiểu thư có thể về xem, thật tốt. Đại tiểu thư trong miệng ông ta không phải thương mai, mà là liên thị. Liên thị cũng không có chút gì thiếu tự nhiên, có lẽ là bởi vì không thấy gì, bà ta nở nụ cười, đúng vậy, vẫn muốn trở về. Có người được mùi hoa sen không? Chỉ bằng đến đó một chút nhé, an thân vương mời. Vốn dĩ là muốn đi tới đó, có vương gia làm bạn, thật là quá tốt liên thị nói thương mai đỡ liên thị muốn tránh sang một bên an thân vương thản nhiên nói với thương mai nghe a khanh nói công phu pha trà của ngươi không tồi làm một bình trà đi hơn nữa sáng nay bổn vương còn chưa dùng điểm tâm ngươi làm chút điểm tâm mang lại đây thương mai nở nụ cười đây là cách ủng hộ bà ta nhưng nhiều năm giữ mối tình thâm như vậy ông ta xứng đáng được cùng người mình thương người hương hoa sen mỗi sáng thương mai vào phòng bếp sau đó sai du mama đi ra ngoài mua đồ vật này nọ hôm nay tướng phủ có việc vui đối với cô không có liên quan gì cô cũng chỉ mong được yên tĩnh thế này mỗi sáng sớm an thân vương đỡ liên thị đây là lần đầu tiên ông ta động tay vào người liên thị ông ta có vẻ rất tự nhiên nhưng không ai biết trong lòng ông ta đang vui sướng phát điên hai người không nói chuyện gì cho đến khi tới bên hồ đều không nói một câu con đường này kỳ thật không ngắn nhưng ông ta hy vọng có thể đi mãi. Ông biết bà ta không nhìn thấy, nên có thể nắm tay vài lần. Nhưng ông ta cũng không làm như vậy, cho dù là một chút lừa gạt, ông ta cũng không làm được. Đỡ bà ngồi xuống phiến đá trong đình bên hồ, ông ngồi bên cạnh bà ta. Ta nhớ rõ có một lần, ta đến phủ tìm đại học sĩ, người đang vẽ tranh trong đình này. An thân vương đối với cái đình này có chút tình ý. Một cái chớp mắt, đã qua một thế hệ, con mắt chứng kiến bà ta nhăn mặt cười cười, tư thế rất bá đạo, hình ảnh này chiếm giữ trong lòng ông nhiều năm, không xóa đi được. Ông chỉ là một người thô thiển, không hiểu chuyện phong hoa tuyết nguyệt, nhưng ông biết, nếu thích một người, mong cả đời, nâng niu người ấy trong tay, dùng tất cả năng lực của mình để sủng ái người ấy. Ta hiện tại đã không thể vẽ." Liên thị thản nhiên nói. An Thân Vương nhìn bà ta, ta không cố ý nhắc tới khiến nàng mất hứng liên thị nở nụ cười ta hiện giờ không có mất hứng thấy bà ta tươi cười như xuyên thấu đáy lòng ông ta cảm thấy vui nguyện ý đổi tất cả lấy một nụ cười của bà ta ông không lên tiếng nhìn chăm chú vào gương mặt của bà ta giống như bây giờ không nhìn sau này sẽ không còn cơ hội nữa liên thị cũng không nói chuyện bà ta không có gì để nói cũng không có gì để hỏi bà ta không có tư cách này bà ta bỗng nhớ tới Nói lời cảm tạ với ông ta, ta biết nhiều năm qua, vẫn là vương gia sai người quét dọn liên phủ, đa tạ. An thân vương cười cười, đây là chuyện duy nhất ta có thể làm, giúp bảo trì liên phủ, cho nên, trước khi rời kinh thành, ta đã hỏi đại học sĩ lấy chìa khóa. Ông ta không thể che chở cho bà ta, nên chỉ có thể bảo vệ ngôi nhà của bà ta, ông ta cho rằng, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể cùng xuất hiện ở một nơi. Liên thị hơi khổ sở, ta không đáng chương 160, hôn lễ. An thân vương tử diếu cười cười, thế gian này, có gì đáng giá hay không? Vương gia còn trẻ, nên tìm một thục nữ cùng sống quãng đời còn lại. Liên thị thật lòng hy vọng ông ta có thể tìm được ý trung nhân, mặc dù bà ta và ông ta không có tình cảm trước kia nữa, nhưng tình cảm của ông ta cũng từng là gánh nặng của nàng ta, bởi vậy dẫn đến ái náy hiện giờ. Ta là võ phu, không biết lời ngon tiếng ngọt, không có thục nữ thích ta, liên thị mỉm cười nếu vương ra thật sự muốn kết hôn chỉ sợ sẽ xếp hàng từ vương phủ đến cửa thành không nữa rồi an thân vương cười cười nhìn nàng ta ta có người trong lòng đợi được thì đợi đợi không được thì cứ như vậy cả đời rất tốt mà liên thị giật mình quay mặt đi không dám đối mặt với hắn ta nhưng an thân vương nói ra lại không có ý định dừng lại ông ta tiếp tục nhìn nàng ta ánh mắt nóng rực từ ngày nàng thành thân ta nói với chính mình Đời này vô duyên, kiếp sau ta đến sớm một chút, kiếp sau còn chậm, kiếp sau nữa ta tiếp tục chờ, luôn chờ đợi đến lúc đó. Liên thị còn đang ngẩn người, bà ta biết mình đã bỏ lỡ cái gì, nhưng mà, thông minh như nàng ta, tự biết chút sai lầm này là không thể quay đầu lại, bỏ qua chính là bỏ qua. Vương gia còn nói không giỏi lời ngon tiếng ngọt, những lời này, nói cho bất kỳ nữ tử nào nghe, đều sẽ khiến bà ta như ở trên thiên đàng. Liên thị nhẹ nhàng thở dài, An thân vương nhìn hoa sen xa xa, nhưng cuối cùng vẫn không bằng màu sắc của nàng ta, vẫn quay đầu nhìn nàng ta, ta không biết nàng có từng yêu một người hay không, nếu có, sẽ biết trong tim chẳng thể chứa nổi ai khác, không phải người trong tim, đến có tác dụng gì. Phụ lòng bản thân rồi cũng phụ lòng người khác, cho nên nàng không cần ái náy, nàng không có phụ lòng ta, ta chỉ là muốn thành toàn chính mình, không gì hơn. Liên thị bắt đầu không được tự nhiên, có mấy lời, Bà ta cho rằng cả đời này ông ta sẽ không làm rõ, cho nên bà ta không chuẩn bị tâm lý tốt như vậy. Có đôi khi ta cảm thấy, quen biết với nàng là chuyện của kiếp trước, nửa đêm mơ lại, nhớ tới khoảnh khắc ta mới gặp nàng, luôn cho rằng đó là thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta. Ta cũng từng nghĩ, nếu năm ấy ta không nắm giữ ấn soái xuất trình, mà là đến nhà cầu thân, tất cả có thể không giống nhau hay không? Chỉ là, chuyện cũ khó có thể tiếp nối, chỉ có thể ở lại kinh thành này biết nàng còn sống là tốt rồi. Liên thị không biết từ lúc nào, trên mặt có chút ướt át lạnh như băng, bà ta đưa tay chạm vào, là nước mắt. Ngón tay của ông ta lướt qua mặt nàng ta, lau đi nước mắt, muốn cố gắng bình ổn nếp nhăn trên trần nàng ta. Ông ta nhẹ giọng nói, đừng đau khổ, người trong thiên hạ cho dù phản bội rời bỏ nàng, ta vẫn thủy chung bảo vệ nàng ở một nơi cách nàng không xa, nếu nàng cần ta, ta sẽ đến, nếu nàng không cần ta, ta lặng lặng nhìn nàng trải qua thế sự. Cả đời rất ngắn ngủi, qua đời này, kiếp sau ta nhất định đến trước. Năm đó, ta ở đây nhìn nàng vẽ tranh, vốn nên cùng nàng nói chuyện nhiều một chút, nhưng mà, ta nghĩ trước tiên cùng phụ thân nàng nói chuyện chính sự, rồi sau đó quay lại đây, ta vẫn cho rằng ta có thể quay đầu lại, quay lại cảnh tượng này, nhưng mà, cuối cùng ta phát hiện, ta có thể trở lại cái đình này, trong đình đã không có người, ta rất hối hận, ngày đó ta không nên rời đi. Ông ta biết có lẽ cả đời này chỉ có một cơ hội cùng bà ta thổ lộ tình cảm trong lòng, dùng cả đời chờ đợi đổi lấy một buổi sáng như vậy. Liên thị mấp máy môi, gió lướt qua bên môi, mang theo hơi thở tuyệt vọng. Nếu như năm ấy, không xuất trinh, nếu như năm ấy, hạ hòe quân không phải mang theo sự trưởng thành và ổn định ấy bước vào cuộc sống của bà ta có chủ đích. Không có nếu như, mỗi người đều phải trả giá cho lựa chọn của mình. Thương Mai bưng nước trà, đứng cách bọn họ không xa, Nghe được lời nói của An Thân Vương, trong lòng cô cũng có một loại nặng nề không nói nên lời. Nỗi khổ của An Thân Vương, người bên ngoài không thể tưởng tượng được, nhưng ông ta lại vui vẻ chịu đựng. Cùng bà ta ngồi trong lương đình này ngắm hoa sen, ông ta lại vui vẻ như có được thiên hạ này. Cô không đành lòng quấy dây, để Du Ma Ma ở lại đây hầu hạ, cô muốn hồi phủ. Yêu cầu của Tây Môn Hiểu Nguyệt là muốn ra oai phủ đầu, tân phu nhân nhậm chức, xây dựng uy tín, đại tiểu thư như nàng ta phải quỳ xuống dập đầu kính trà cho bà ta, lại gọi mẫu thân. Đại tiểu thư làm việc cẩn thận, Su Ma Ma nói. Ta biết rồi, thương mai thương mai quay đầu nhìn bà ta một cái, Ma Ma gần đây không vào cung gặp hoàng hậu nương nương, ngày mai nên vào cung đi. Su Ma Ma mỉm cười, biết rồi. Bà ta đã một lòng một giả với thương mai, hơn nữa, hoàng hậu cũng không định để bà ta hồi cung. Ý của Hoàng hậu là để bà ta ở bên cạnh hạ thương mai làm nội ứng. Bây giờ hạ thương mai bộc lộ tài năng, nhưng biết nội liếm, vốn nên thừa thắng sông lên, nhưng cô lại chậm lại, người có thể có thái độ kiên nhẫn như vậy, sau này cũng sẽ không tôi. Dù ma ma ở trong cung nhiều năm, âm mưu tính kế đối với bà ta mà nói, chỉ là bình thường, bà ta cũng biết, ở trong hoàng cung, các nàng làm nô tài, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chủ tử giết chết, bà ta coi trọng, cũng là do một phần tình cảm của hạ thương mai đối với tiểu khuyên. Đi theo người như vậy, an tâm. Trước khi xuất cung, hoàng hậu dặn dò, cứ cách vài ngày lại hồi cung thỉnh an một lần, thật ra là bẩm báo tình hình của Hạ Thương Mai. Bà ta không phản bội hoàng hậu, thẳng thắn với hoàng hậu, cũng đều là những gì Thương Mai làm trước mắt, đó là làm thế nào để trị liệu cho lương vương. Tính cảnh giác của hoàng hậu đối với Hạ Thương Mai còn chưa cao, bởi vì cô còn có giá trị lợi dụng, bởi vì cô còn chưa phải là nhiếp chính vương phi. Trước khi đi, cô nhìn hai người trong đình một cái, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói với Du Mama, không nên quấy dây bọn họ, có lẽ cả đời này, chỉ có một cơ hội như vậy. Du Mama ở trong cung tuy rằng đã luyện được tâm địa sắt đá, nhưng khi nhìn thấy sự si mê trong mắt An Thân Vương, bà ta vẫn hơi xúc động, càng nhìn quen người lạnh lùng tính kế, càng dễ dàng bị chân tình đả động. Ở trong một thế giới đơn thuần, sẽ phát hiện tất cả âm mưu tính kế đều hết sức buồn cười. Tướng phủ hôm nay chiêng trống vang trời, náo nhiệt một vùng. Từ đích nữ hạ thương mai của tướng phủ gả cho lương vương đến hoàng hậu ban hôn cho hạ oanh nhiễm, rồi đến thọ yến của lão phu nhân, bây giờ là hạ thừa tướng cưới bình thê, từng việc vui, đều hướng về phía tướng phủ mà tới. Việc vui dày đặc oanh tạc, không để cho tân khách vắng mặt, ngược lại, càng làm cho người ta chạy theo như vịt, bởi vì, mọi người dường như có một nhận thức chung, chủ là tướng phủ có việc vui, nhất định sẽ biến thành chuyện xấu. Mọi người trong kinh nhàn rỗi vô cùng nhàm chán, ai không thích xem náo nhiệt. Lại bởi vì Tây Môn Hiểu Nguyệt là vợ quá của quân liệt tái giá, khiến cho mọi người thêm một ít đề tài thảo luận. Đối với những yêu cầu kia của Tây Môn Hiểu Nguyệt, khen chê không đồng nhất, có một số người nói nàng ta loạn thê thiếp vị, tôn ti không biết phân biệt. Một số người thì cảm thấy nàng ta nếu là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, lại là lấy thân phận bình thê vào phủ, những quy củ trên trước này, không nên câu nệ nàng ta. Mà chấn động hôn lễ hôm nay, còn có nhiếp chính vương mộ dung khanh cũng tham dự. Đây chính là lần đầu tiên. Tất cả mọi người đều biết, nhiếp chính vương bình thường không tham dự loại trường hợp này, mặc dù lần trước lương vương cưới hạ thương mai, mộ dung khanh cũng không có đến, đó là cháu ruột của hắn ta, và lại quan hệ cá nhân với hắn ta rất tốt, hắn ta lại không tham dự. Mà hôm nay, hắn ta lại đến. Không chỉ có hắn ta, còn có tiêu tướng quân là tiêu thác. Trần Loan Loan khi biết tiêu thác sẽ tham dự, có vẻ đặc biệt vui vẻ, cố ý trở về phủ trang điểm. Không chỉ có Trần Loan Loan tham dự, 12 vị ca ca của Trần Loan Loan cũng tham dự. Nhưng mà, bọn họ chỉ là hướng về phía tiêu thác. chương 161, Dâm Tặc. Giờ lành được chọn vào buổi trưa, nói cách khác, buổi trưa kiệu hoa sẽ đến cửa. Trước buổi trưa thương mai đã về tới tướng phủ, Trần Loan Loan tiến lên đón, ta mới không tìm được ngươi, hỏi tiểu khuyên mới biết ngươi đưa phu nhân về phủ viên, Tây môn hiểu nguyệt thật sự là ăn phân chó gì đó, lại nói cái gì xung khắc, cho dù xung khắc, cũng nên là phu nhân xung khắc với thị thiếp nàng ta, nàng ta chọn ngày khác nhập môn, làm sao có việc chủ nhà tránh nàng ta. Trong đầu toàn là phân chuột. Thương mai nhìn loan loan, ngày xưa nàng ta ăn mặc đều là trang phục nam tử, không có một chút dáng vẻ của con gái, nhưng hôm nay nàng ta mặc một chiếc váy gấm trăm nếp gấp màu trang lưỡi liềm, tay áo rộng, vạt áo theo hoa hải đường nhỏ, búi hai búi tóc, khi cười lên lông mày cong cong, má lúm đồng tiền xinh đẹp mê người. Nếu nàng ta không mở miệng, hiển nhiên là một tiểu thư xinh đẹp hoạt bát. "Nào, không phải ngươi nói muốn biết 12 ca ca của ta sao? Ta giới thiệu cho ngươi biết." Trần Loan Loan kéo Thương Mai vui mừng nói. Thương Mai còn chưa kịp thở, đã bị nàng ta lôi kéo đi qua đi lại trong khách khứa, tách mọi người ra, dẫn đến bên hồ. "Ca ca." 12 người đàn ông đồng thời quay đầu lại. Thương Mai choáng váng. Thật sự choáng váng. Cô biết Trần Loan Loan có 12 anh trai, nhưng không biết 12 người này giống nhau như đúc. Hơn nữa, bọn họ mặc quần áo cùng màu, tuổi tác thoạt nhìn cũng không kém xa, trọng điểm là đều rất anh Tuấn. Triều đại đại chu này, thật sự có rất nhiều Mỹ Nam Mỹ Nữ. Hạ đại tiểu thư, 12 vị trần tướng quân đồng thời tiến lên, chắp tay với thương mại. Thương mại dám kết luận, 12 người này đi đến đâu, đều là tiêu điểm thương mại đang muốn đáp lễ lại nghe thấy bên tai chuyên đến âm thanh kỳ lạ có muốn dán cả người lên không trong mắt sắp lồi ra rồi mà còn không phát hiện ra sao chưa từng thấy qua nam nhân nào tuấn tú như vậy lời này nói vô cùng tranh chua không cần quay đầu lại thương mai cũng biết là ai cô đưa tay xoa xoa hai má nặn ra một nụ cười cứng ngắc quay đầu lại cúi người vương ra đến khi nào vậy mộ dung khanh lạnh lùng nói bản vương luôn ở đây là ngươi không thấy thôi hai vị soái ca trần ra cùng tiến lên chắp tay, vương ra. Ừm, chào các tiểu trần, mộ dung khanh gật đầu, thần sắc hơi không vui. Tiêu thác không cùng vương ra đến đây sao? Trần loan loan nhìn phía sau hắn, nhỏ giọng hỏi. Hắn ta đến muộn một chút, mộ dung khanh vẫn nhìn chằm chằm thương mai, mới sáng sớm, người đã lăn đi đâu? Thương mai thật sự tức giận hắn không nể mặt mọi người ở đó chút nào, quát cô, giống như cô là con gái của hắn vậy nhưng cũng không thể không trả lời, ta đưa mẫu thân về viên phủ. Ngươi lại đây, có chút chuyện muốn nói với ngươi, mộ dung khanh nói. Thương mai khom người với anh trai của Trần Loan Loan, xin cáo lui trước. Đại tiểu thư đi thong thả, từ sau khi lão thái quân trở về tuyên bố với mọi người rằng trong vòng nửa năm hạ thương mai sẽ đưa Trần Loan Loan và tiêu thắc kết hợp với nhau, hạ thương mai trở thành đại ân nhân của Trần Gia. Tất cả mọi người đều ngóng trông cô hành động, tranh thủ sớm ngày gả Loan Loan đi. Thương Mai cho rằng mộ dung khanh có chuyện quan trọng muốn nói với cô, lại nghĩ đến sau khi kéo sang một bên, hẳn lạnh giọng uy hiếp, sau này ánh mắt của người dám nhìn chằm chằm nam nhân, bản vương sẽ móc trong mắt của người xuống. Thương Mai tức giận nói, ta nhìn chằm chằm nam nhân từ khi nào? Không phải là bởi vì bọn họ giống nhau như đúc sao? Còn nữa, làm sao bọn họ có thể giống nhau như đúc? Chỗ nào giống nhau như đúc? Mắt người có vấn đề phải không? Bọn họ chỉ là sinh ba sinh ba, bốn người sinh ba, thương mai khiếp sợ, khó trách loan loan nói nếu nàng ta ngủ với tiêu thác, sẽ sinh ba đứa con cho tiêu thác, thì ra, mẹ nàng ta lại lợi hại như vậy, bốn lần sinh đều sinh ba. Năm bào thai sinh ba, Trần Loan Loan cũng là bào thai sinh ba, nhưng đã chết hai. Ây ai thương mai kinh ngạc. Một năm một thai, cho nên, bọn họ lớn nhất cùng nhỏ nhất, chỉ là tranh lệch bốn năm. Mộ Dung Khanh giải thích nghi hoặc cho cô. Thật châu bò một năm một thai là sản lượng cao, hơn nữa còn một thai ba đứa, trong năm năm sinh năm ba đứa, có cơ hội thật sự muốn gặp vị Trần Phu Nhân này. Thương Mai nghĩ đến sau này nếu Trần Loan Loan thật sự gả cho Tiêu Thác, Tiêu Thác đối xử không tốt với Trần Loan Loan, anh em Trần Gia, S, cùng đến nhà hỏi tội, Tiêu Thác còn có thể trốn đi đâu. Vì Tiêu Thác mà rơi nước mắt đồng tình. Qua đây, mộ Dung khanh nhìn chằm chằm cô hạ lệnh. Thương Mai tiến lên một bước, sao vậy? châm cài tóc lỏng rồi. Mộ Dung Khanh đưa tay sửa sang lại búi tóc cho cô một chút, động tác vô cùng thô lỗ, làm cho da đầu cô hơi đau nhức, thế nhưng, cô lại cảm thấy động tác dị thường này vô cùng thân mật. Nhưng mà, cô nhanh chóng phát hiện, động tác này của hắn thật sự không phải muốn sửa sang lại cho cô, chẳng qua là làm cho người xung quanh nhìn. Quay đầu lại có người quấn lấy bổn vương, người lấy tư thế tiểu hổ cái của ngươi ra. Mộ Dung Khanh thấp giọng uy hiếp. Ai sẽ quấn lấy ngươi? nếu ngươi không thích, quát lớn bỏ đi là được, cần gì ta phải đi. Thương Mai khó hiểu hỏi. Ta đi không phải là đắc tội với cha mẹ bọn họ sao? Nếu ta đi, ta cũng sẽ đắc tội với cha mẹ bọn họ. Thương Mai trừng to mắt. Ngươi đắc tội có gì quan trọng, dù sao cũng không có ai thích ngươi, bản vương thì khác, bao nhiêu người thích bản vương. Thương Mai chật chật hai tiếng, nhìn hắn, làm người không thể vô liêm sỉ như vậy. Hắn hừ một tiếng, lạnh lùng bỏ đi. Thương Mai tò mò hỏi Tô Thanh, Tô Thanh, ai dám quấn lấy hắn? Chỉ với khuôn mặt lạnh như băng và miệng lưỡi cay nghiệt của hắn, ai dám quấn lấy hắn? Tô Thanh chậm rãi nói, quý thái phi vào cung thỉnh chỉ, ban hôn cho người và vương ra, lúc này ý chỉ tuy rằng còn chưa xuống, nhưng đã sớm chuyển ra rồi, nhiếp chính vương lại muốn kết hôn, bao nhiêu quý môn nhìn chằm chằm đây. Ai không muốn con gái mình làm nhiếp chính vương phi chứ? Thừa dịp ý chỉ còn chưa hạ xuống, có thể lộ mặt tận lực lộ mặt, có lẽ để cho vương ra coi trọng sao. Đó chính là một khi bay lên cành cây sẽ biến thành phượng hoàng. Thương Mai nhìn sang, quả nhiên thấy rất nhiều cô gái trẻ tuổi ở đây đều nhìn hắn chằm chằm, trong đó không thiếu ánh mắt si mê, cô xì một tiếng khinh miệt không biết là ai đang trêu hoa gẹo nguyệt. Tô Thanh trầm chậm nhìn cô, vừa rồi giúp người sửa sang lại tóc, lão già tướng phủ đang nhìn đấy. Hửm, Thương Mai nhìn xung quanh một chút, không thấy lão phu nhân đi thôi tô thanh thản nhiên nói thương mai nói hắn không cần phải làm điều thừa thải, cho dù biết ta là nhiếp chính vương phi tương lai bọn họ nên ra tay vẫn sẽ ra tay hơn nữa còn sẽ càng khẩn trương trước khi ta trở thành vương phi sẽ ra tay vương gia ước gì bọn họ động thủ với người nếu giết chết người vương gia có thể danh chính môn thuận khai đao với tướng phủ không có lý do gì tốt hơn để báo thù cho phu nhân của mình tô thanh nhìn cô thấy cô vẻ mặt hung thần ác sát nuốt nuốt nước miếng, không phải ta nói, là vương ra nói. Thương mai nghiến răng nghiến lợi chừng mắt nhìn người đàn ông như con công khổng tước kia, hôm nay hắn lười biếng ngồi trên ghế thái sư trong sân, bên cạnh có vài đại thần dẫn theo gia quyến đến tham kiến, hắn nheo đôi mắt hẹp dài, mày kiếm hơi nhướng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm con gái của những đại thần kia không kiêng nể gì đánh giá, miễn bản có bao nhiêu càn dỡ. Hay cho một tên dâm tặc, đang lúc khổ đại cừu thâm, nghe được ngoài cửa vang lên tiếng tấu nhạc của đội nghi trược, là kiệu hoa đến cửa. chương 162, Kính Trà Vẻ mặt thương mai vô cùng lạnh lùng, theo quy củ, phụ thân lấy vợ, làm con cái tuy có thể ra ngoài, nhưng phải tránh mặt lúc kiệu hoa vào cửa, đợi đến khi thị thiếp của phụ thân bái đường rồi mới được vào trong. Trưởng nữ dòng chính không cần phải kính trà cho tân thiếp, đợi khi tân thiếp quy củ đứng trước mặt khách khứa thì mới gọi một tiếng tiểu thư để bày tỏ lòng kính trọng. Mọi người thực sự muốn xem cảnh này, bởi vì Tây Môn Hiểu Nguyệt lấy thân phận Bình Thê để vào cửa, theo luật mà nói, Bình Thê cũng là thê thiếp, tuy nhiên, thân phận của Tây Môn Hiểu Nguyệt hơi đặc biệt, cho nên, dù hôm nay ai kính trả cho ai cũng đều không hợp quy củ. Chỉ cần xem ai cứng đầu hơn thì người đó thắng trong trận chiến này. Lúc kiệu hoa đến, đại trưởng công chúa Mộ Dung Tráng Tráng cũng đến. Sự xuất hiện của nàng ta đã làm cho cuộc hôn nhân này trở nên sống động và náo nhiệt hơn. Tây môn hiểu nguyệt lấy chuyện cầm tỉnh sung khắc mà không cho liên thị ở lại trong phủ, chỉ còn lại đại tiểu thư hạ thương mai ở đây, chính thất không có mặt, trưởng nữ con vợ cả có thể thay thế chính thất. Tuy nhiên, tướng phủ lại đồng ý để hạ thương mai dập đầu kính trả cho Tây môn hiểu nguyệt, hơn nữa lại kêu nàng ta một tiếng mẫu thân. Đội hình hai bên đều rất cường thịnh, một mình hạ thương mai không nói, chỉ riêng một nhiếp chính vương và một đại trưởng công chúa là đã làm cho người ta vô cùng kinh sợ. Về bên phía tấn quốc công, ngoại trừ phòng đầu tiên của tấn quốc công gia còn có lương thái phó và thái tử cũng đến chúc mừng giống như một cuộc đối đầu cuộc hôn nhân phức tạp này đã vượt ra ngoài tưởng tượng của mọi người thái tử vốn dĩ không muốn đến hắn ta vào cung xin ý chỉ của hoàng hậu muốn hủy hôn thì bị hoàng hậu mắng một trận vừa ra ngoài lại bị lương thái phó của trách không còn cách nào khác đành phải đến thái tử có tính cách thất thường bởi vì phía sau hắn ta có chỗ dựa vững chắc có người giúp hắn ta bày mưu tính kế tất cả những gì hắn ta cần là bước lên từng bước trên những bậc thêm mà mọi người đã trải sẵn cho hắn ta, ngồi lên long và có thể quân lâm thiên hạ. Lão phu nhân đương nhiên rất đắc ý, vốn dĩ bà ta muốn mở rộng tầm ảnh hưởng của tướng phủ thông qua hôn lễ này. Kiệu hoa màu đỏ dừng trước cửa, sau khi đạp cửa kiệu, tân nương được hỉ nương cõng vào cửa. Mũ phượng và khăn quàng màu đỏ thấm hiện rõ dã tâm muốn chiếm lấy vị trí chính thất của nàng ta, dưới chiếc khăn van màu đỏ, vẻ mặt Tây Môn Hiểu Nguyệt vô cùng kiêu ngạo. Nàng ta đã không xuất đầu lộ diện quá lâu rồi, nàng ta vô cùng khao khát sự chú ý và trở thành tiêu điểm như thế này. Ngày trước, nàng ta là một quả phụ, hành động cần phải thiết chế khiêm tốn, không được ăn mặc quá sặc sỡ, không được đeo quá nhiều trang sức, tuy không thiếu trang sức đắt tiền nhưng chỉ có thể cài những cây châm đơn giản và cổ xưa. Vốn tưởng rằng cả đời này chỉ có thể sống trong cô tịch, không ngờ có ngày lại trở thành phu nhân của tể tướng của hồi môn hết dương này lại đến dương khác được mang đến, chủ yếu là hoa phục. Sau khi biết được mình gả cho hạ hòe quân, nàng ta đã may một lúc 30 bộ xiêm y mới, tất cả đều là màu sắc tươi tắn. Nàng ta đã vứt bỏ tất cả những bộ quần áo đã sử dụng trước đó. Nàng ta muốn bắt đầu một cuộc hành trình mới trong cuộc đời mình với một tư thái mới. Nàng ta biết hôm nay có rất nhiều khách đến đây, nàng ta nghĩ rằng tất cả bọn họ đều đến để chúc mừng cho nàng ta. Lúc bái thiên địa, vì nhiếp chính vương tạm thời thay thế hoàng đế, nên lấy nhiếp chính vương làm chủ, sau khi bái thiên địa xong, trước tiên phải bái nhiếp chính vương rồi mới được bái cha mẹ đôi bên và cuối cùng là phu thê giao bái. Tây Môn Hiểu Nguyệt cũng hơi ngạc nhiên khi nhiếp chính vương đến dự đám cưới của mình, bởi vì nàng ta biết nhiếp chính vương sẽ không bao giờ thích tham dự những trường hợp như thế này. Nhưng nàng ta lại coi đây là một sự xem trọng đối với mình. Sau khi bái xong, nàng ta được đưa vào phòng tân hôn trước vì nàng ta là bình thê nên không cần đợi đến lúc động phòng mới vén khăn voan lên, mà thay vào đó, nàng ta trực tiếp đi vào và vén khăn voan lên, rồi sau đó đi ra ngoài để dâng trà cho các trưởng bối. Sau khi dâng trà cho từng trưởng bối trong gia tộc, hỉ nương đỡ nàng ta ngồi xuống, theo yêu cầu ban đầu của nàng ta, hạ thương mai và hạ oanh nhiễm sẽ kính trà cho nàng ta. Hạ thừa tướng đã sớm ra cho người theo dõi chặt chẽ hạ thương mai, không để cho cô đi. Sau khi nàng ta ngồi vào chỗ, Mọi người đều cho rằng Hạ Thương Mai chắc chắn phải kính trà cho nàng ta. Quả nhiên vừa ngồi xuống, nghe thấy hỉ nương hô lớn, "Đại tiểu thư, nhị tiểu thư mời vào trong kính trà cho mẫu thân." Hạ Oanh Nhiễm đã đợi bên ngoài rất lâu, nàng ta vẫn luôn đợi người bên trong hô lớn, cho nên không để ý Hạ Thương Mai vẫn chưa đến. Khi hỉ nương hô lớn, nàng ta vô thức nhìn xung quanh, nhưng không thấy Hạ Thương Mai đâu. Nàng ta sững sốt, thúc giục nha hoàn bên cạnh, "Đại tiểu thư đâu?" mau đi tìm xem. Vì có tôn ti trật tự, hạ thương mai kính trà trước rồi mới đến lượt nàng ta, nếu không nàng ta cũng sẽ không quan tâm hạ thương mai có tới hay không. nha hoàn vội vàng chạy đi. Hỷ nương thấy không có ai vào lại hô lớn, mời đại tiểu thư, nhị tiểu thư vào trong kính trà cho mẫu thân. Hạ oanh nhiễm thấp giọng chửi một tiếng, con tiện nhân này thật quá đáng. Hạ thừa tướng thấy đã lâu mà không ai tiến vào, cho hạ đoàn ra ngoài xem xét hạ đoàn bước ra ngoài nhưng không thấy thương mai đâu bèn hỏi hạ nhân canh giữ thương mai người đâu đại tiểu thư nói muốn đi đến nhà xí nên thuộc hạ không thể đi theo được hạ nhân nói đi bao lâu rồi hạ đoàn hỏi đi được một lúc rồi ngu ngốc mau đi tìm hạ đoàn nhớ tới lần trước xuống tay với loan thị nàng cũng mượn cớ đi nhà xí thương mai thực sự đang ở trong nhà xí lúc hạ nhân tìm đến nhà xí Cô ở bên trong bất mãn nói cút qua một bên đợi đi. Hạ Nhân cười khổ nói, đại tiểu thư, ngài nhanh lên được không, mọi người đều đang chờ ngài. Thương Mai lạnh lùng nói, nếu không ngươi trốn xa một chút, ta ở đây nửa tiếng nữa. Tất cả mọi người đều biết cô bây giờ không dễ đắc tội, đành phải lui về phía sau, để cho một người chạy đi báo trước, một mình hắn ở lại đây chờ. Một tên thủ hạ khác trở lại chính phòng, bẩm báo lão phu nhân, bẩm báo thừa tướng đại tiểu thư bị đau bụng, hiện tại vẫn đang ở trong nhà xí. Vẻ mặt của Tây Môn Hiểu Nguyệt hơi khó coi, hạ thương mai này nếu sớm không đi muộn không đi, lại đi vào lúc này, rõ ràng là muốn trốn tránh việc kính trà. Hạ thừa tướng nói, mau thúc giục nó, nói nhanh lên, để mẫu thân chờ nó còn ra thể thống gì nữa. Mộ Dung khanh cầm chén trà trong tay, chậm rãi nói, tướng ra, gấp cái gì. Cho dù Ngọc Hoàng Đại Đế đang đợi ở đây cũng hết cách, con người có ba việc gấp không thể nhịn đâu." Hạ thừa tướng cười một tiếng, "Vương gia nói đúng." Lão phu nhân nói, "Đã vậy thì để Oanh Nhiễm kính trà trước đi." Hạ Oanh Nhiễm đợi ở bên ngoài cả buổi, sau khi nghe thấy lời nói của lão phu nhân, nàng ta đi vào, chậm rãi bước đến. Hôm nay nàng ta cố ý ăn mặc đẹp, dùng phấn tu nhan để che đi vết sẹo trên mặt, tuy rằng không thể che mờ hoàn toàn, nhưng cũng chỉ có thể thấy những vết mờ nhạt. Thái tử nhìn nàng ta, trong lòng không khỏi hơi chán ghét, một là vì bị hủy dung, hai là vì chuyện hủy hôn mà bị hoàng hậu cùng lương thái phó mắng một trận. Tuy nhiên, như thái phó đã nói, ngai vàng vẫn luôn là thứ quan trọng nhất, về phần hạ oanh nhiễm, không phải chỉ muốn một vị trí thái tử phi thôi sao, sau này hắn ta vẫn có thể cưới một đám thị thiếp cùng cơ thiếp vào cửa. Hơn nữa, hạ oanh nhiễm quả thực cũng đủ quyến rũ, nghĩ đến bộ dáng thủy mị của nàng ta ở trên giường, thái tử không khỏi vui vẻ. Cũng tốt, nhiều thêm một nữ nhân cũng tốt. Nhất là bây giờ tướng phủ lại lôi kéo thế lực bên gia tộc Tấn Quốc công, đối với hắn ta không thể nghi ngờ gì như hổ mọc thêm cánh. Chương 163, có nên dập đầu hay không? Người bây giờ đang ngồi ở đây đều có thân phận tương đối cao quý, ngoại trừ trưởng bối trong tộc Hạ thị gia, còn có quan viên quan trọng trong triều. Ngoại trừ nhiếp chính vương cùng thái tử, còn có lương thái phó của trung thư lệnh trung thư tỉnh, thôi đại nhân của bộ Thượng thư, Trần Thái Quân tiêu công và tiêu lão phu nhân của tính quốc công, phu thê hoài bắc hầu, đại trưởng công chúa mộ dung tráng tráng vân vân, danh hiệu của mỗi người ném ra đều là hạng người hiển hách. Hạ anh nhiễm đi tới trong ánh mắt chú ý của mọi người. Hỷ nương cười híp mắt nói, nhị tiểu thư quỳ xuống dâng trà cho cho phu nhân. Quỳ, hỷ nương nói. Hạ anh nhiễm lại quỳ trước mặt tây môn hiểu nguyệt, hỷ nương cầm trà đưa tới, nhị tiểu thư bái kiến mẫu thân. Hạ anh nhiễm dập đầu, sau đó ngẩng đầu lên, nhận lấy trà do Hỉ nương đưa tới, nâng lên cho Tây Môn Hiểu Nguyệt và cười nói: "Mẫu thân, mời dùng trà." Tây Môn Hiểu Nguyệt mỉm cười nhận lấy trà, uống một hớp nhỏ, sau đó đặt xuống. Hỉ nương đưa bao phong bì đỏ qua, Tây Môn Hiểu Nguyệt giơ tay nhận lấy rồi đưa cho Hạ Oanh Nhiễm, nói: "Đứng lên đi." Hạ Oanh Nhiễm nhận lấy phong bao đỏ, "Cảm ơn mẫu thân." Hỉ nương cười nói, "Uống qua một chén trà này, lại nhận ơn phụ mẫu." mời nhị tiểu thư đến đứng phía sau phu nhân đi hạ oanh nhiễm đứng lên đi tới phía sau tây môn hiểu nguyệt với vẻ mặt tự đắc từ nay về sau tây môn hiểu nguyệt chính là mẫu thân của nàng ta về phần trần nguyệt nhung mẹ đẻ của nàng ta sẽ theo thời gian dần mờ nhạt trong tâm mắt của mọi người chỉ cần nàng ta và tây môn hiểu nguyệt ra vào nhiều hơn trong các trường hợp chẳng ai còn nhớ trần nguyệt nhung là ai nữa lão phu nhân cùng hạ thừa tướng đều vô cùng hài lòng về sự hợp tác của hạ oanh nhiễm Bây giờ bọn họ tương đối lo lắng chính là Hạ Thương Mai. Chẳng qua bọn họ đoán có nhiều khách ở đây như vậy, cô cũng không tiện không quỳ xuống dâng trà. Bởi vì thái tử phi tương lai Hạ Oanh Nhiễm này cũng đã quỳ xuống dâng trà, gọi mẫu thân, cô làm trưởng tỷ sẽ không đến mức mất chừng mực như vậy. Nếu cô thật không quỳ xuống dâng trà, chỉ có cô là thất lễ. Hạ Thương Mai tới chậm trong ánh mắt của bao nhiêu người. Cô tiến vào giống như một trận gió lốc, miệng nói: "Xin lỗi, xin lỗi." đã để cho mọi người phải đợi lâu rồi sau khi cô đi vào không đợi hỉ nương mở miệng đã rút từ trong tay áo ra một phong bao đỏ và đưa cho tây môn hiểu nguyệt sau đó nhận lấy một chén trà từ trong tay hỉ nương uống một hơi cạn sạch cười nói đều là người một nhà di nương không cần quỳ xuống dâng trà cho ta ta tự uống là được rồi cô uống trà xong lại đặt chén vào trong đĩa trà của hỉ nương cô thấy vẻ mặt mọi người kinh ngạc sắc mặt tây môn hiểu nguyệt xa sầm xuống thì không khỏi kinh ngạc sao vậy hỷ nương vội vàng nói đại tiểu thư nên quỳ xuống dâng trà cho phu nhân thương mai a à một tiếng dường như hơi chấn động thật vậy sao ý của hỷ nương là ta phải quỳ xuống dâng trà cho di nương đúng không lão phu nhân giận tái mặt di nương gì chứ gọi mẫu thân nhưng ta có mẫu thân rồi vậy người này xem như là mẫu thân nhỏ à thương mai vô cùng luống cuống lại hơi chán nản nhìn về phía hỷ nương hỷ nương người hiểu được quy củ lại dạy ta một chút đi dựa theo quy định ta có nên quỳ xuống dâng trà cho di nương à không quỳ xuống dâng trà cho mẫu thân nhỏ hay không hỷ nương là người bên phía tấn quốc công mời tới dĩ nhiên là phải làm theo ý của tây môn hiểu nguyệt nói đại tiểu thư vì phu nhân lấy thân phận bình thê tiến vào cửa lớn của tướng phủ lại xem là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân bây giờ đại tiểu thư quỳ xuống dâng trà cho phu nhân lại gọi một tiếng mẫu thân là chuyện nên làm. Thương Mai bừng tỉnh hiểu ra, vẻ mặt ấy náy nói, xin lỗi, ta hiểu nhầm luật pháp, cho rằng bình thê cũng là thị thiếp. Đám người thoáng ngẩn người ra, câu nói này ném ra, vậy tuyệt đối là không được phép. Bởi vì theo luật nhà môn hôn nhân có quy định bình thê là thiếp. Nếu lấy luật pháp để xét, bởi vì phu nhân phòng chính đã không ở đây, phải là Tây Môn Hiểu Nguyệt quỳ xuống dâng trà cho đại tiểu thư này mới phải vẻ mặt hỉ nương cũng thoáng biến đổi. Lúc này, bà ta không có cách nào nói thương mai quỳ xuống dâng trà, bằng không sẽ trái với luật pháp. Nếu chuyện này đã tính toán tới luật pháp thật sự, vậy tất cả đều phải dựa theo luật pháp. Quy định do Tây Môn Hiểu Nguyệt định ra cũng sẽ không còn giá trị nữa. Sắc mặt lão phu nhân lại trầm xuống, thương mai, người đã sắp gả cho nhiếp chính vương rồi, không thể làm loạn nữa, mau quỳ xuống dâng trà cho mẫu thân đi. Câu nói này thật ra là nói cho nhiếp chính vương nghe, để nhiếp chính vương mở miệng dạy dỗ thương mai không hiểu quy củ. Bởi vì Tây Môn Hiểu Nguyệt là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, trong người thương mai không có bất kỳ phong hiệu nào. Nếu nhiếp chính vương tôn trọng phong tước, cáo mệnh, lễ nghĩa, thể chế, nên bảo hạ thương mai quỳ xuống dâng trà. Lão phu nhân cảm thấy, nhiếp chính vương sẽ không bởi vì vấn đề nhỏ này mà đắc tội cả tộc của Tấn Quốc Công. Hắn là một người thông minh, biết đắc tội cả tộc tấn quốc công sẽ chẳng có lợi gì cho hắn nhưng mộ dung khanh lại dường như không hiểu ý của lão phu nhân hắn ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn vẻ mặt không quá kiên nhẫn dường như những lễ nghi phức tạp này đang lãng phí thời gian của hắn vậy mộ dung tráng tráng cũng có sắc mặt giống hắn nàng chưa từng hỏi tới chuyện này chỉ cảm thấy hơi không kiên nhẫn mà thôi ngược lại thái tử rất không vui nói với thương mai, người dây dưa mãi làm gì? Bảo người quỳ xuống dâng trà, người cứ làm theo là được. Thương mai ngược lại vô cùng hợp tác, nói thái tử điện hạ phân phó, thân nữ nhất định sẽ làm theo. Cô nói xong, lại muốn giơ tay nhận lấy chén trà kia. Lúc này sắc mặt tây môn hiểu nguyệt mới tốt một chút. Nàng ta chỉnh lại làn váy, chờ thương mai quỳ xuống. Nhưng vào lúc này, lương thái phó lại lên tiếng, khoan đất. Thương mai ngừng tay, nghi ngờ nhìn về phía lương thái phó đám người đều nhìn ông ta phần lớn mọi người đều hiểu vì sao lương thái phó ngăn cản thương mai quỳ xuống dâng trà bởi vì thái tử lên tiếng nếu thái tử không lên tiếng thương mai là quỳ xuống dập đầu lương thái phó cũng sẽ không quản có đôi khi quy định cùng luật pháp xung đột với nhau phải lấy luật pháp làm đầu thái tử lên tiếng bảo hạ thương mai quỳ xuống dâng trà vốn không phù hợp với luật pháp thái tử đương chiều đi làm vài chuyện trái với luật pháp, nếu truyền đi, chẳng phải thái tử sẽ bị người ta chê cười sao? Nếu mộ dung khanh muốn truy cứu, vẫn có thể truy cứu được. Cho nên, thái phó không thể cho phép chuyện như vậy xảy ra. Lương thái phó thản nhiên nói, dựa theo luật nhà môn hôn nhân của đại chu ta quy định, bình thê là thiếp. Nếu đại tiểu thư quỳ xuống dâng trà cho nàng ta, lại tương đương với đảo loạn vị trí thê thiếp, trái luật pháp. Tây môn hiểu nguyệt siết chặt áo, tức giận đến mức mặt cũng tái đi. Nếu mang luật pháp ra, nàng ta dĩ nhiên không thể bảo hạ thương mai quỳ xuống dâng trà. Nhưng hạ thương mai đưa phong bao đỏ tới, nàng ta nhận cũng không phải, không nhận cũng không phải. Nếu nhận lấy, chẳng phải tương đương với thừa nhận mình là thị thiếp sao. Nhưng nếu không nhận, phong bao đỏ này cứ để ở trước mặt mình, cũng không thể ném đi. Hạ oanh nhiễm thấy hạ thương mai dây dưa mãi vẫn không muốn quỳ xuống dâng trà cho, muốn lấy lòng tây môn hiểu nguyệt, nói với thương mai tỷ tỷ đừng gây sự nữa. Sau khi tỷ tỷ quỳ xuống dâng trà cho cho mẫu thân, mọi người trở thành người một nhà, còn xét thê thiếp làm gì? Thân phận và địa vị sao có thể quan trọng được bằng tình thân? Thương mai ngược lại có hơi khó, nhìn lương thái phó, đại nhân, thế này là ta có nên dập đầu hay không đây? Trong lòng lương thái phó thâm mắng thương mai gian dảo hiểm độc. Rõ ràng nàng không muốn quỳ xuống dập đầu, lại làm ra vẻ như không biết làm sao, đẩy trách nhiệm lên người kẻ khác. Lão phu nhân thấy thế, nói với Lương Thái Phó, nếu là bình thê cũng chính là phu nhân của tướng phủ, thân là con cháu của tướng phủ, dập đầu quỳ xuống dâng trà cho cho phu nhân cũng là phải. Hơn nữa, Hiểu Nguyệt có phong hiệu trong người, dựa theo lễ nghi, thể chế, cho dù là lão thân cũng phải hành lễ nàng ta, nữa là tiểu bối. Lương Thái Phó gật đầu, lão phu nhân nói có lý, nếu lấy phong hiệu ra xét, đại tiểu thư đúng là nên quỳ xuống dâng trà cho phu nhân thối lắm. Ngoài cửa vang lên một giọng nói trầm thấp không vui, lại biết là lễ thân vương tới. chương 164, Đan Thanh huyện chúa. Lễ thân vương đi đến, hạ đoàn vội vàng mang ghế tới cho ông ta. Sau khi ông ta ngồi xuống, thản nhiên liếc nhìn lương thái phó, người vừa nói vậy là có ý nói người có phong hiệu trong người lại có thể đảo loạn vị trí thê thiếp sao. Lương thái phó biết hắn ta là một cây gậy quấy phân. Một khi có chút không hợp ý, hắn ta sẽ không đồng ý, không buông tha, quấn lấy đến cùng. Hôm nay, ở đây có nhiều người như vậy, Lương Thái Phó cũng không tiện đắc tội hắn ta, nói, vương gia, hạ quan không phải có ý này. Chỉ là, nếu tiểu thư Tây Môn đã qua cửa, bảo nữ nhi của hạ gia dập đầu quỳ xuống dâng trà cho phu nhân cũng không phải trái với lẽ thường, đúng không? Người lấy lẽ thường ra so sánh với luật pháp à, lễ thân vương có vẻ rất tức giận, ở trước mặt luật pháp, bất kỳ lễ nghi, thể chế lẽ thường nào cũng phải lùi lại ba dặm bản thân ngươi là trung thư lệnh, cuối cùng lại nói ra những lời vô lý như vậy, quả thực làm cho bản vương cực kỳ thất vọng. Vẻ mặt lương thái phó có phần không tốt, vương gia cũng không nhất thiết phải tích cực thế. Người bảo bản vương không nên tích cực với luật pháp à? Đây là lời của một người làm trung thư lệnh sao? Lễ thân vương dứt khoát nhằm vào mộ dung khanh, nhiếp chính vương, người ngồi ở đây uống gió à? Chuyện vô lý như thế, không ngờ ngươi lại không nói nửa câu. Mộ Dung Khanh giang hai tay ra, làm ra vẻ bất đắc dĩ, chậm rãi nói, bản vương có cách nào chứ? Hạ Thương Mai là vị hôn thê của bản vương, nếu bản vương nói giúp nàng lại thành ra bao che khuyết điểm. Bản vương phiền nhất là những tội danh linh tinh này, cho nên vẫn không lên tiếng thì thỏa đáng hơn. Lễ thân vương nhìn mộ dung khanh nói, nếu người đã tạm thay mặt hoàng thượng nắm quyền triều chính, thân phận đã tương tương với hoàng thượng. Theo người thấy, chuyện hôm nay nên phán quyết thế nào? Mộ dung khanh chợt điều chỉnh lại tư thế ngồi, hắn vẫn vô cùng nhàn nhã, thản nhiên nhìn những người trong phòng, rồi lại nhìn thương mai nói, không phải chỉ là chuyện ai đó dập đầu quỳ xuống dâng trả cho ai thôi sao. Có cần dây dưa lâu như vậy không? Đã có luật lệ quy định thì cứ dựa theo luật lệ mà làm là được rồi. Hạ thừa tướng vẫn luôn im lặng không lên tiếng, nhưng nghe thấy mộ dung khanh nói vậy, ông ta lại không thể không nói, vương gia, thân ngược lại cho rằng chuyện nhà không cần thiết phải lấy luật pháp ra luận nói cách khác ông ta yêu cầu thương mai quỳ xuống dập đầu dâng trà cho tây môn hiểu nguyệt lễ thân vương nhíu mày nói chuyện nhà chuyện này làm sao có thể xem là chuyện nhà được ngươi cho rằng chuyện xảy ra ở trong nhà thì chính là chuyện nhà sao chẳng lẽ ngươi đâm chết mẫu thân của ngươi cũng là chuyện nhà không cần luận tội à lời nói quả thực là hoang đường hạ thừa tướng cảm thấy không vui khi lễ thân vương làm khó dễ hết lần này tới lần khác vậy theo vương ra thấy nên làm thế nào cũng không thể bảo nhất phẩm cáo mệnh phu nhân trong chiều hành lễ với nàng ta chứ. Lễ thân vương lắc đầu cũng không được, nếu ngươi đã kéo ra phong hiệu nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, lại phải chọn quy định khác mà làm. Nếu Tây môn hiểu nguyệt lấy thân phận bình thê vào phủ, dựa theo phân chia tôn tỷ đích thứ, liên thị trong nhà cũng phải. Được phong cáo nhất phẩm phu nhân, về điểm ấy, khi Tây môn hiểu nguyệt được phong làm cáo mệnh phu nhân, hạ thừa tướng lại nên vào cung xin phong cho liên thị, May mà bây giờ có nhiếp chính vương ở đây, có thể lập tức mở miệng sắc phong, sau đó mời liên thị đi ra, để tây môn hiểu nguyệt quỳ xuống, dập đầu dâng trả cho liên thị mới hợp quy củ, cũng hợp luật pháp. Hắn ta nói xong, còn tự mình ra lệnh, người đâu, mời hạ phu nhân đi ra. Thương Mai trả lời, vương ra, vì tuổi tương khắc, mẫu thân ta đã tránh không ở trong phủ. Lễ thân vương thoáng ngẩn người, tương khắc, tương khắc với lão phu nhân sao, vậy thì nên tránh, lấy hiếu làm đầu, nếu khác với lão phu nhân, làm con dâu nên tạm thời tránh, chờ qua tháng sung khắc lại trở về. Không, là khác với phu nhân mới, đây là yêu cầu của phu nhân mới, thương mai nói. Lễ thân vương tức giận đến mức run rẩy, hắn ta rất tức giận với tất cả những chuyện không hợp quy củ. Đây cũng không phải thiên vị thương mai, thật ra, chuyện lúc trước, hắn ta cũng không phải thiên vị giúp thương mai. Nếu có chuyện trái với quy củ, cho dù là thiên hoàng lão tử tới, hắn ta cũng không dễ nói chuyện đơn giản là chuyện hoang đường lớn trong thiên hạ làm thiếp thị không ngờ lại bảo phu nhân phòng chính tránh xung khắc ngươi lấy mông làm mặt à thể diện lớn như vậy dám bảo phu nhân tránh ngươi quy củ ở đâu hả lễ thân vương giận dữ nói câu nói này lại quá thô tục rồi tây môn hiểu nguyệt lập tức không xuống được đài tức giận đến mức nước mắt lưng tròng đầu ngón tay cũng đang run rẩy hạ thừa tướng cũng tức giận chợt đứng dậy chừng mắt với lễ thân vương thân vương đủ rồi lễ thân vương ngày hôm nay ngươi nể mặt tới uống với bản tướng một chén rượu mừng này bản tướng rất cao hứng nhưng ngươi hết lần này tới lần khác mở miệng nói ra những lời xúc phạm đối với phu nhân của bản tướng thiên vị giúp hạ thương mai đã chạm đến giới hạn cuối cùng của bản tướng rồi bản tướng không chào đón loại khách thích theo dệt gây sự như vậy gương mặt lễ thân vương chợt biến đổi ngươi không cần vội đuổi bản vương đi ngươi nói bản vương thiên vị giúp hạ thương mai là đạo lý gì chứ hạ thương mai là con gái của ngươi ngươi làm phụ thân không thiên vị giúp thì thôi lại cần bản vương tới thiên vị giúp đỡ à chỉ riêng câu này đã loạn logic rồi ngươi nên sắp xếp lại suy nghĩ của mình xong hãy nói chuyện với bản vương nếu bản vương được tiên đế phong làm lễ thân vương cùng bộ lễ nắm giữ lễ nghị thể chế của triều đại chu ta lại không thể để cho ngươi lẫn lộn đầu đuôi rối loạn tôn ti nếu hôm nay ngươi muốn làm loạn với bản vương bản vương cũng không sợ ngươi mộ dung khanh lạnh lùng nói hoàng huynh không nên nóng vội có gì không đúng thì nói tới khi đúng là được rồi dáng vẻ hắn rảnh rỗi dường như tất cả đều liên quan tới hắn vậy lễ thân vương nhìn mộ dung khanh gật đầu lộ vẻ công nhận đúng ngươi nói có lý bản vương không nhất thiết phải tức giận thuyết phục theo đạo lý là được rồi hắn ta lại quay sang nhìn vẻ mặt tức giận của hạ thừa tướng nghiêm túc nói đầu tiên bản vương không rõ vì sao ngươi tức giận như vậy dù sao ai dập đầu cho ai cũng không phải là ngươi dập đầu mắc mớ gì tới ngươi hơn nữa hai người đều là phu nhân của ngươi một vị chính thất một vị bình thê ai tôn ai thi trong lòng ngươi đều biết ngươi tức giận về lời bản vương nói ngươi nói cho bản vương xem rốt cuộc bản vương nói sai câu nào hạ thừa tướng không có cách nào cãi lại được bởi vì ông ta cũng không thể bảo lễ thân vương nói chuyện thô tục nếu câu này được nói ra từ trong miệng ông ta, sẽ chỉ vừa vặn làm Tây Môn Hiểu Nguyệt mất thể diện. Thương Mai thấy thế, nói với vẻ vô cùng đại nghĩa, vương gia, phụ thân, thôi bỏ đi. Để ta tới dập đầu cho phu nhân mới là được rồi. Lễ thân vương lại nghiêm túc nói, không thể được, quy củ là quy củ, không thể làm rối loạn. Thương Mai lộ vẻ vô cùng khó xử, nhìn Tây Môn Hiểu Nguyệt có phần vô tội, phu nhân mới, ngài xem nên làm gì. Tây môn hiểu nguyệt tức đến sắp nổ phổi, làm sao còn bằng lòng để ý tới thương mai. Nhưng ở đây có nhiều người như vậy, nếu nàng ta không trả lời, chẳng phải có vẻ nàng ta lòng dạ hẹp hỏi sao. Nên cho dù có không hài lòng tới mức nào, nàng ta cũng chỉ đành lên tiếng nói, nếu đã vậy, không bằng lại mời mọi người ngồi vào chỗ uống rượu, không nên xoắn suýt với chuyện này nữa. Chuyện cho tới bây giờ, nàng ta cũng sẽ không khờ giải tới mức cho rằng hạ thương mai thật sự sẽ quỳ xuống dập đầu dâng trà cho nàng ta, lại gọi nàng ta một tiếng mẫu thân. Nàng ta chỉ mong lễ thân vương đừng lại dây dưa, đòi một phong hiệu cho liên thị là được. Chỉ tiếc rằng con người lễ thân vương này chưa từng biết thỏa hiệp là gì. Đối với hắn ta, nguyên tắc quan trọng hơn tất cả. Hắn ta nói với mộ dung khanh, bản vương là lễ thân vương đưa ra ý kiến xin ý chỉ tấn phong cho liên thị, cũng không tính là quá đáng, hợp tình hợp lý chứ mộ dung khanh dường như cũng không biết nhìn về phía thái tử cùng lương thái phó thái tử thấy thế nào thái phó thấy thế nào lương thái phó thật vất vả mới đứng ngoài chuyện này không ngờ tới mộ dung khanh này vẫn kéo ông ta xuống nước ông ta không nhịn được đành quay mặt sang chỗ khác vương ra làm chủ là được rồi chuyện phong cáo chúng thần không thể can thiệp thái tử mộ dung khanh lại nhìn về phía thái tử hỏi dáng vẻ hơi khó xử thái tử đã tiếp nhận giáo huấn, cũng không dám nói lung tung nữa, hoàng thúc xem lại làm là được rồi. Mộ dung khanh khẽ thở dài, vô cùng khó xử nói, bản vương làm sao có thể xem rồi làm chứ. Ta rất ghét những chuyện rắc rối, vò rượu bên ngoài vẫn đang vẫy gọi bản vương đấy. Mà thôi, nói vậy mọi người đều đói rồi, cũng không làm lỡ thời gian uống rượu của mọi người nữa. Vậy bản vương lại hạ chỉ, phong cho liên thị làm đan thanh huyện chúa, phong ấp 300 hộ, ban thưởng ngàn lượng vàng, 100 mẫu ruộng. Lúc trước mảnh đất phía sau tướng phủ bị chiếm một cách vô lý lại bồi thường không hợp lý. Bản vương tính thu hồi lại, cùng ban cho đan thanh huyện chúa luôn. Sau này bộ lễ sẽ soạn chỉ sắc phong, thủ tục phong ấp nội phủ, trong 3 ngày sau khi ý chỉ truyền ra lại phải chấp hành, không được có sai sót. mươi 165, cất phong bao đỏ của ngươi đi. Mộ Dung Khanh vừa nói ra câu này, ngoại trừ lễ thân vương, tất cả mọi người ở đây đều chấn động. Ngay cả thương mai, cũng không ngờ được hắn sẽ xử lý như vậy. Vẻ mặt Tây Môn Hiểu Nguyệt càng biến đối lớn, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhẹ nhàng phong một huyện chúa, hoàn toàn là trò trẻ con. Phải biết huyện chúa không giống với cáo mệnh phu nhân, cho dù cáo mệnh phu nhân là nhất phẩm, cũng không có thực quyền, chỉ có phong hiệu, càng không được phong ấp và ban thưởng. Nhưng huyện chúa lại khác, hơn nửa huyện chúa của triều đại chu là thứ nữ của thân vương hoặc là đích trưởng nữ của quận vương mới có thể được phong là huyện chúa tất nhiên cũng có nữ nhi của ngoại thần được phong là huyện chúa nhưng phải là người có trí tuệ hơn người hoặc có cống hiến đối với triều đình đối với dân chúng có mới có thể được phong làm huyện chúa ngoài quy định hoặc là sắp đi hòa thân với người khác mới có thể được phong làm công chúa quận chúa huyện chúa để ứng phó với đối tượng hòa thân Mặc dù Liên Thị có danh tiếng lớn nhưng sau khi lập gia đình nhiều năm lại được phong làm huyện chúa, ít nhiều gì cũng khiến người ta không có cách nào tiếp nhận được. Tuy thể chế tổ tiên và luật lệ cũng chưa từng nói là sau khi lập gia đình không thể phong làm huyện chúa. Nói chung từ điều này lại nghe ra được, Mộ Dung Khanh muốn chiếu cố Liên Thị, để bạt Liên Thị. Chỉ là nhiếp chính vương nếu muốn chiếu cố cho Liên Thị, sao không trực tiếp phong hạ thương mai làm huyện chúa? Tại sao lại muốn phong cho Liên Thị? còn có một điểm nữa đó chính là nếu ban thưởng phong cho liên thị mảnh đất phía sau hoa viên của tướng phủ chẳng phải tương đương với lại có một phần tướng phủ là của liên thị sao điều này rõ ràng là có thể làm lão phu nhân và hạ thừa tướng tức chết quả nhiên lão phu nhân lạnh lùng nói vương gia mảnh đất sau hoa viên lão thân đã bồi thường cho những dân chúng đó cũng không nợ một xu sao vương gia có thể nói thu hồi là thu hồi được mộ dung khanh a à một tiếng bồi thường hà sao bản vương vẫn luôn nhận được sổ con nói dân chúng oan ước lên tiếng tố cáo, nói tướng phủ bồi thường không hợp lý. Bản vương cũng xem qua sổ con, là do kinh triệu doãn trình lên, nói hơn 10 mẫu đất này, lão phu nhân chỉ bồi thường 50 lượng bạc. Thái tử thốt lên, hoàng thúc, kinh triệu doãn tuyệt đối không thể nào viết sổ con như vậy được. Kinh triệu doãn là người của thái phó, cũng là một đảng với thái tử, sao có thể vạch tội thừa tướng được. Thái tử nói năng cẩn thận, Lương Thái Phó sớm đã nhìn thấu mộ dung Khanh rõ ràng là vẫn luôn giả vờ hồ đồ. Hắn là Phượng Hoàng không phải nơi có bảo vật thì không hạ xuống. Hôm nay hắn tới bữa tiệc thành hôn, hẳn đã sớm có quyết định này. Thái tử còn không biết, nghi ngờ nhìn về phía Thái Phó, cho rằng Thái Phó không thể ý được ẩn ý của mộ dung Khanh, lại nhắc nhở. "Thái Phó, hoàng thúc đại khái là nhìn nhầm, chúng ta nên chỉ ra chỗ sai cho hoàng thúc chứ?" tất cả sổ con phải đưa qua trung thư tỉnh rồi mới trình lên thư phòng của nhiếp chính vương. ngươi là trung thư lệnh, ngươi đã từng nhìn thấy sổ con này chưa? trong lòng lương thái phó thâm tức giận, thái tử này thực sự quá ngu xuẩn. gã nói trước tiên là không thể có sổ con này, tiếp theo lại nói tất cả sổ con đều phải trải qua trung thư tỉnh, chẳng phải báo cho mọi người biết, nếu có dân sổ con buộc tội liên quan đến đảng thái tử hoặc là thân thích của ông ta, ông ta sẽ rút đi sao? Vẻ mặt ông ta nghiêm trang nói, chỉ cần có sổ con vạch tội, bản quan đều sẽ xác định tình hình trước, rồi lại trình lên cho nhiếp chính vương. Lão phu nhân thay đổi chủ đề, nói, vương gia phong cho con dâu của lão thân là huyện chúa, lão thân thấy vô cùng vinh hạnh, cũng rất cảm ơn sự yêu ái của vương gia. Nhưng lão thân cảm thấy tướng phủ thẹn nếu nhận lấy, hễ là người được phong thưởng huyện chúa đều phải có công với triều đình, hoặc là đặc biệt nổi tiếng. Lão thân cho rằng, thúy ngữ tuy có tài tình, nhưng không tính là nổi tiếng, lại càng chưa từng có công với triều đình. Đặc biệt là hôm nay lễ thân vương ở đây, lão thân càng cho rằng tướng phủ không nhận nổi yêu ái như vậy của vương gia. Lão phu nhân nói câu này, dẫn tới trưởng bối trong tộc rất không vui. Hạ tộc này xuất hiện một huyện chúa, là chuyện vinh quang tới mức nào. Bà ta tự nhiên lại từ chối. Lễ thân vương nghe được câu nói này của lão phu nhân, suy nghĩ một lát lại nói, lão phu nhân nói có lý, quả thật không thể vô duyên vô cớ lại phong một huyện chúa được. Mộ Dung Khanh ừ một tiếng, thái độ khiêm tốn không ngại học hỏi, thỉnh giáo, vậy theo Hoàng Huynh thấy, muốn phong huyện chúa lại cần phải có đầy đủ những điều kiện nào. Lễ thân vương nói, dựa theo quy định, thứ nhất là hòa thân. Điểm ấy không cần phải nói, không tồn tại. Điểm thứ hai, giống như lão phu nhân nói, nổi tiếng. Về điểm này liên thị có đủ hay không lại không phải do ngươi và ta quyết định, phải trở về bàn bạc, thương lượng và nghe ý kiến từ nhiều mặt, thứ ba, có công với triều đình, có ơn với dân chúng. Nếu có một trong ba điểm này trong đó, lại có thể phong làm huyện chúa lại được ban thực ấp. Nghe được Lễ Thân Cương cũng nói như vậy, gương mặt lão phu nhân và Tây Môn Hiểu Nguyệt mới dễ coi một chút. Nếu thật sự để cho Liên thị được phong làm huyện chúa, sau này còn có thể dễ dàng đối phó được với nàng ta sao? Tuyệt đối không thể. Lão phu nhân quyết định, bất kể thế nào cũng phải phản đối tới cùng. Đại trưởng công chúa Mộ Dung Tráng Tráng nhắc nhở, còn có một điểm, các ngươi không thể quên được. Còn có điểm nào nữa? Mộ Dung Khanh hỏi. Mộ Dung Tráng Tráng thản nhiên nói, thái hoàng thái hậu từng hạ chỉ, nếu người này được người có quyền phong thưởng coi trọng và yêu thích, cũng có thể tiến hành phong thưởng. Không biết nhiếp chính vương có thể coi trọng liên thị. Mộ Dung Khanh nghiêng đầu suy nghĩ một lát, gương mặt tuấn tú vô cùng khó xử, mày kiếm nhíu lên, dường như đang suy nghĩ một vấn đề rất quan trọng. Cuối cùng hắn giang tay ra liên thị là nhạc mẫu tương lai của bản vương bản vương có thể nào không coi trọng được sao dám nói là không thích mộ dung tráng tráng mỉm cười vậy thì phong thưởng này hoàn toàn chẳng có vấn đề gì cả có đúng không lão tam lễ thân vương ừ một tiếng đúng là có một điều như vậy nếu nhiếp chính vương coi trọng liên thị liên thị lại là nhạc mẫu tương lai của nhiếp chính vương vậy đã có đủ điều kiện phong thưởng ở đây cũng không ai có quyền chất vấn nhiếp chính vương đứng lên, được rồi, chuyện này cứ giải quyết như vậy đi. Phu nhân mới, nhanh cắt phong bao đỏ của ngươi đi, mọi người ra ngoài uống rượu thôi. Hắn ta nói xong lại bước nhanh ra ngoài, giống như bình rượu thật sự đang vẫy gọi hắn vậy. Hắn hồn nhiên không biết một câu nhanh cất phong bao đỏ lại có nghĩa thân phận của Tây Môn Hiểu Nguyệt ở trong phủ này thật sự là thị thiếp. Tây Môn Hiểu Nguyệt nắm lấy áo, tức giận đến mức toàn thân run rẩy, mặt cũng tái mét. Lễ thân vương là một người tích cực, Nghe được nhiếp chính vương nói vậy, lại nhìn chằm chằm vào tây môn hiểu nguyệt, chờ nàng ta cất phong bao đỏ. Nhưng thấy tây môn hiểu nguyệt lại một mực nắm lấy áo không cầm phong bao đỏ, ông ta không khỏi nhíu mày, nóng vội nói. Người cất đi, cất xong, bản vương cũng tiện ra ngoài uống rượu. Hạ thừa tướng thấy mộ dung khanh đều ra ngoài, chuyện này cũng là ván đã đóng thuyền không có cách nào thay đổi, hắn hạ lệnh. Hạ đoàn, mời các vị đại nhân ra ngoài uống rượu. Lễ thân vương sắp nhấc chân lên lại nói, phu nhân mới, người cất phong bao đỏ đi, không cất thì bản vương làm sao ra ngoài uống rượu được. Tây môn hiểu nguyệt chậm rãi giơ tay về phía phong bao đỏ, cầm lấy với vẻ nhục nhã, đứng lên phúc thân nói, mời vương ra và các vị đại nhân ra ngoài uống rượu. Mặc dù nàng ta giận dữ, nhưng nhiều năm sống thanh tâm quả dục như vậy đã luyện cho nàng ta tính nhẫn nhịn. Nàng ta đành phải nhịn được nỗi nhục ngày hôm nay. Lễ thân vương thấy nàng ta đã cầm phong bao đỏ, mới hài lòng nói, đi, qua uống rượu thôi. Ta nghe nói trong bữa tiệc cưới của lần này, tướng phủ cố ý mua một số ủ trong hầm lâu năm bên tôn gia trang. Không uống được nữ nhi hồng này, có rượu để lâu cũng không tệ. Nữ nhi hồng là loại rượu khi con gái sinh ra sẽ được chôn dưới đất. Nhưng Tây Môn Hiểu Nguyệt không phải mới lần đầu xuất giá, tất nhiên không có nữ nhi hồng. Lễ thân vương chỉ là vô tâm nói một câu, nhưng Tây Môn Hiểu Nguyệt nghe được, lại cho rằng lễ thân vương đang cố ý chế nhạo nàng ta. Nàng ta tức giận đến nước mắt đảo quanh. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 11.